chú nhá. Mẹ hay mãi này mà rồi chim mà con căng rồi chị chết đấy. Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem. Đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh em và mọi người một ngày nghỉ cuối tuần nhiều là vui. Và chia sẻ cùng tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Dũng cũng đã nhận được một lời mời của Epsilon ra mắt thương hiệu thức ăn chuyên sản cao cấp Epsilon tại Thái Nguyên. Mọi người nhé, nhắc đến Epsilon thì tất cả anh em chúng ta chơi chim ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam ai cũng biết đúng không ạ? Chỉ một số những người anh em mà mới chơi có khả năng là chưa biết về em. Thế qua cái lần thúc đẩy phong trào, Sơn ơi, ra đứng đây. Qua cái lần thúc đẩy phong trào trên chim chào mào và cái niềm đam mê của mình thì em cũng đã cố gắng nghiên cứu để đưa ra được các sản phẩm. Cái thứ nhất là dành cho con chim của mình và cái thứ hai qua cái sự trải nghiệm chim của mình thì em cũng đã đưa ra thị trường và cái sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm Sizo trị ho cho chim. Và đến thời điểm này, ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt mà em đã đưa ra sản phẩm với ba loại cám. Trong đó có hạt dưỡng chất tổng hợp, hạt dưỡng chất 3-1 và hạt dưỡng chất đấu trường. Đấy, và cái điều đặc biệt ngày hôm nay, nếu như mà Dũng nói ra điều này thì rất là mong tất cả anh em nhà mình đang xem nay là cho em Sơn Mon một team, một like và đặc biệt là gửi cho em một lời chúc mừng sinh nhật của ngày hôm nay em nhé. Chào tất cả anh em nhé. Rồi đấy, và hôm nay là một cái giải đấu mà để mà tạo lên cái thương hiệu cũng như là một cái vé mà không đồng rất là hiếm hoi của em Sơn. Bởi vì sao? Bởi vì em bỏ ra một cái giá trị với 4 cái xe để cho anh em chơi ngày nay, và trong đó cơ cấu tất cả bao nhiêu giải thưởng em? Có top 40 anh ạ. Có top 40 đúng không? Vâng ạ. Dự tính bao nhiêu đồng? 150 đồng ạ. 150 đồng, trong đó có top 40 và vé không đồng. Tất cả anh em mang chim đến đây đăng ký là không phải mất tiền anh em nhé. Quấn nhá. Đấy, không phải mất tiền và chúng ta đến để chơi cho nó vui vẻ. Và chắc chắn rằng anh em và mọi người chắc không thể tiếc một tim một nai để chúc cho em một ngày sinh nhật ngày hôm nay, phải nói là một cái sinh nhật tuyệt vời, một thương hiệu cám đưa ra thị trường trước tiên cho miền Bắc chơi, miền Trung và miền Nam. Điều đó thì rất mong em sẽ cùng với cái thương hiệu của mình được bay cao bay xa và thúc đẩy phong trào trên thị trường tuyệt vời nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Rồi, và quay lại với tất cả anh em tại giải đấu ngày hôm nay thì chia sẻ với tất cả mọi người là trong đó Dũng có thấy anh em đến từ rất sớm và số lượng treo chim lên dàn ngay lúc này mới đầu cái mùa lông và số lượng đầu lồng là đạt được 150 lồng. Và trận đấu ngày hôm nay thì Dũng có thấy là anh Dũng Dũ Cày là người điều hành cộng với 9 giám khảo trong tổ giám khảo thuộc giám khảo Thái Nguyên mọi người nhé. Đấy, và Dũng có nhận thấy em mình là em Doãn Vọng, một trong những người chơi chim mà tại các cái giải đấu hiệp hội rồi các cái giải đấu ngày hôm nay em cũng tham gia chập chim cho anh em chơi. Dũng có thấy cũng rất nhiều anh em ở các tỉnh ví dụ như là Tuyên Quang, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận thì Dũng cũng có người biết, có người Dũng không nhận ra. Nhưng phải nói cái lời thúc đẩy phong trào chơi chim chào mào tại Thái Nguyên cũng đang rất là mạnh. Rất là mạnh thì cái thời điểm này chim nó mới đạt được cái số lượng. Chim mới đạt được cái số lượng mà đây là em Đỗ Xuân Phương. Ngoài thì em có lộn đứng lại. Hả? Bình thường đi em, chơi chim ai mà không nộp đúng không? Dũng có nhận thấy một số anh em ở Bắc Giang nữa. Rồi một trong những cái điều mà anh Dũng Dũ Cày anh gửi lời chúc mừng đến tất cả anh em. Xin chào 258 anh em, xin chúc cho tất cả anh em và mọi người một ngày nghỉ nhiều là vui, và ai có ngày sinh nhật hôm nay cùng với lại em Sơn Ngoan Dũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tất cả anh em có ngày sinh nhật vào ngày hôm nay nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay có mang chiến binh nào không? Anh không em ơi, giải đấu không đồng, anh không tham gia team để cho anh em chơi, thúc đẩy phong trào quanh khu vực và đặc biệt là cũng rất nhiều những người anh em mới chơi. Rồi chào Công Bùi, chào Putu, chào tất cả anh em 26257 anh em đang xem. Anh em có thể lan tỏa và chia sẻ video mà Dũng đang phát trực tiếp để cho anh em chúng ta ở các khu vực chưa có sân chơi rộng mở để chúng ta được theo dõi và được xem một giải đấu anh em nhé. Vâng, và vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu, có nghĩa là vòng 1. Tiêu chí anh em đưa ra, Thái Nguyên đưa ra là tất cả các vòng 1 cho đến vòng 4 là hạ tất cả những chú chim thi đấu yếu kém. Nói chung là anh em chúng ta đều hiểu tiêu chí rồi đúng không ạ? Áp dụng theo tiêu chí của Hiệp hội Chào Mừng Miền Bắc. Vâng, chú chim 175 là chú chim phải hạ đầu tiên tại giàn đấu ngày hôm nay. Điểm thi đẹp quá anh, đúng rồi. Có đi con nào không Dũng ơi? Em không anh ơi. Chào cháu Hoàng Tê Lượng. Chú không dịch được cái từ viết tắt. Điểm thi của em Sơn Môn và em Doãn Vọng hiện tại bây giờ đang hai cái điểm thi đẹp nhất ở miền Bắc mà Dũng được biết anh em nhé. Đầu tư ra một cái dàn thi như này nó cũng lên tầm khoảng, theo Dũng nghĩ tầm khoảng đôi trăm triệu ấy. Ok Quang Cuốn ơi, em chào anh trai Đỗ Bình Hải Phòng ạ. Mộc Quân Vương Song Nông rồi em, Song Nông rồi, nhưng mà sau chu kỳ mà chú chim Song Nông thì Dũng sẽ dưỡng tầm khoảng tháng rưỡi, tầm khoảng 45 ngày cho cứng và khô lông để hoàn thiện lông một cách tốt nhất. Bởi vì cuộc chơi của chúng ta là cuộc chơi lâu dài, đúng không ạ? Không cần phải chơi sớm, sớm một chút là đôi khi hỏng cả một mùa. Chào anh Chiến, Chiến Nguyễn nha. Rồi chào Phạm Thế Việt. Vâng, và 044 là chú chim hạ trực tiếp lần thứ hai. Anh không tham gia chim em trai ơi, Sơn Vũ ơi. Ok Phạm Thế Việt ơi. Hôm qua anh cũng phê đấy. Phê bởi vì tình cảm anh em tiếp đón rất là ok và lòng nhiệt. Không phê là không được, đúng không? Đây là chiến binh của anh em ở Hải Dương, cơ duyên của anh em ở Hải Dương mang số danh 148 của em Cường Linh. Rồi chào Thanh Hòa, chào cụ Ngao nhá. Anh em chúng ta đi qua xem nay nhớ là để lại cho Dũng một tim nhá. Còn nếu mà hoặc là một ai cũng được, để cho cái nổ phát sóng nó có độ uy tín đấy. Và bận công bận việc thì chúng ta có thể quay lại live của Dũng sau tầm khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng nữa là sẽ có kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Ra mắt hạng cám Sơn Môn đấy, và sẽ biết là 4 chiếc xe kia nó sẽ thuộc về chủ nhân của những chú chim nào. Ok chào Tô Minh, giá vé bao nhiêu vậy chú ơi? Không mất tiền em ơi, à, cháu ơi. Rồi chào Hà Văn Hoàng, ok Tiến Khoa nhá. Nói chung là vé không đồng nên anh em cũng nhiều những con mộc mang đi bởi vì không mất tiền đúng không ạ? Ok Hà Văn Hoàng, mà không mất tiền thì tất nhiên là chúng ta mang đi coi như test chim thôi. Thế cho nên là để mà nói về hạ chim thì Dũng nghĩ rằng từ vòng 5, vòng 7 trở ra là hạ cũng tương đối nhiều chim ấy, chứ không phải đông đồng mà đã là chim sát số đâu. Anh không hưng các ký ơi, các ký ơi. Anh em nhìn mật độ chim đúng không ạ? Nhìn mật độ chim trên giàn thì nói chung là cũng có con hay có trội,
nhưng mà ngoài cái điều đó ra thì cũng rất nhiều những con chim nó chưa thích nghi được, bởi vì mới là đầu mùa lông. Đầu mùa lông thì chúng ta phải hiểu là con chim nó chưa bao giờ đạt được cái đỉnh điểm lửa của nó được. Bao nhiêu lồng anh? Tầm khoảng 150 lồng em ạ. Không lên ba chúc ơi. Văn Lâm nhìn phê. Ok. Nhiều vậy anh, đúng rồi. Vé không đồng mà. Đặc biệt là anh em em Sơn Môn khi mà đứng lên tổ chức đứng lên đăng bài viết về vé không đồng để ra mắt tháng 8 Sơn Môn cũng như là tổ chức cho mình một buổi sinh nhật vào ngày hôm nay thì được rất nhiều anh em ủng hộ và đăng ký trong vòng 12 tiếng đồng hồ là full đồng luôn. Đấy, và ngày hôm nay ok Phạm Thế Việt ơi, gọp chờ mở cửa tôi. Ok em, cảm ơn. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là đặc biệt, ngày mà em cất tiếng khóc chào đời, một ngày sinh nhật của em. Ok Sơn Long ơi, 150 đồng quang cuốn à. Dũng sẽ phát full trận đấu ngày hôm nay anh em nhé. Phát full trận đấu ngày hôm nay luôn. Em chào anh trai Cao Sơn Sơn nhá, chủ tịch câu lạc bộ Trà Mà thành phố Hải Dương. Giám khảo là hội giám khảo của anh em Thái Nguyên, hội giám khảo Thái Nguyên, trong đó là anh em anh Dũng Dấu Cày điều hành và 9 giám khảo chấm thi. Thi ở thành phố Thái Nguyên cháu ơi, Minh Chính ơi. Quá cháu về đại từ mà không qua giao lưu được với chú. Không sao cháu ơi, bởi vì cuộc chơi này còn nhiều ngày, nhiều thời gian. Ok em Phạm Hiệp Anh nhé. Chúng ta không gặp nhau lúc này, chúng ta gặp nhau lúc khác. Bởi vì chỉ cần chúng ta chơi thôi đúng không ạ? Chơi là sẽ gặp nhau, trái đất xoay tròn mà. Chào em Cày Hữu Hảo nhá. Bao nhiêu đồng? 150 đồng em ơi. Anh không tham gia chim em ơi, anh đi chơi với anh em mà vé không đồng tham gia chim thì anh không tham gia. Ok xin xủ nha. Anh em đang xem live hôm nay có thể cho chúng ta biết là con số nào hôm nay là vào chung kết được không? Chúng ta cùng nhau bình luận nhá, số nào vào chung kết về đánh nô đánh đè luôn đúng không? Chào em trai Tống Khải Hoàn. Cũng rất nhiều chim tắm khô. Rất nhiều chim tắm khô ấy. Rồi 33 nhá. Dũng Nguyễn 33, ok em. Không, hôm nay một con vương mới xong nông chưa thi được em ơi. Cháu đang có con mào muốn giao lưu cho chú. Ok cháu, cảm ơn cháu nhiều. 148 vào chung kết anh nhau. Cơ duyên con chim là sao số đấy, con chim là sao số đấy. Đấy. Anh em thấy chưa, 148 ấy. Rồi 148 vào chung kết thì 138 hay quá. Hello idol. Ok. Cảm ơn ấm em nhá. Tại trận thi ngày hôm nay là Dũng không chê một điểm gì, Dũng chỉ chê cái số báo danh số hơi bé thôi.
số hơi bé. Đúng rồi, 148 hay mà, con chim này nó con chim nhiều giải thôi. Trị giá của nó hơn 100 triệu mà. Sao về phòng đi anh ơi, ok em định sắc ơi. Ok Hùng Trọng. Vâng, và Dũng nghĩ là 86 phải hạ trực tiếp. 86 trước mặt của chúng ta đây. Dũng quay full trận đấu một chút. À em chào anh trai Hà Tiến Đức nhá. Hà Đức Tiến nhá. Hôm nay anh có chấm chim đâu không anh ơi? À, một giải đấu mang trên một tinh thần rất là vui, đúng không anh em? Vé không đồng với ai cũng vui. Người tổ chức cũng vui, và người cầm chim đi chơi cũng vui, và người con chim được vào cờ thì đó là tuyệt vời, còn kể cả như không được vào cờ coi anh em chúng ta mang cái dãi, đúng không ạ? Đấy, 150 lồng anh trai ơi, Nam Trịnh ơi. Rồi chào anh trai Hồng Mạnh, chào anh trai Dự Vĩnh Phúc nhá. À, ngày hôm nay cũng có thấy những ngôi sao gọi là chưa chín chờ màu, trong đó có vợ chồng Thái Duy Tuyên Quang này, em Tân ở Bắc Giang này, không cậu đợi ơi, cậu đợi ơi, ở thành phố Thái Nguyên, trường Kim Sơn Môn em ơi, giải đấu ra mắt hạng 8 Sơn Môn. Rồi chào Độc Cô nhá. Anh không Hiếu Sẹo ơi. Đông mà Đại Lê Thanh Đại ơi. À vé không đồng, đúng rồi em ơi. Rồi chào Nguyễn Tốc. À, anh em nào đi qua hoan hỉ cho Dũng xin một chia sẻ lên các hội nhóm, đặc biệt là anh em Thái Nguyên nhá. Anh em Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, chúng ta lên chia sẻ những cái giải đấu mà vé không đồng như này để được lan tỏa, đúng không? Lan tỏa cho anh em không có điều kiện để chơi. Đấy, và vẫn có chim để treo lên giàn để chơi, chúng ta mới theo đuổi đam mê, và chúng ta sẽ có những cái mà đánh giá là cái sân chơi của chúng ta sẽ được luôn luôn là tốt đẹp. Chúng ta nên hoan hỉ với nhau nhá. Có máy kìa, đúng rồi, có máy đấy. À, em Sơn Môn rất là tâm lý nhá, tâm lý hôm nay là sẽ thuê hai bạn rất là xinh đẹp để cho anh em về tham gia chim, có những bức ảnh kỷ niệm với trường chim Sơn Môn tại sân thi luôn. Ngồi nhà ngắm mà người khó chịu biết anh ở, đúng rồi hai còi ơi. Rồi chào tất cả anh em, bé không đồng cũng ít đồng quá ấy trai. Đông đồng em ơi, 150 đồng ấy. Rồi anh chào cây giống Tư Nguyễn nhá. À, vòng thứ đấu
thứ tư đã trải qua rồi đấy. Thứ ba, thứ tư không biết. Anh quay máy đi. Anh không đi lòng nào đâu Hùng Tâm ơi. Giải không đồng giải chơi anh em chơi. Anh không Linh Vàng ơi, anh không 150 đồng em ạ. Anh không cây giống Tư Nguyễn ơi, anh không tham gia stream bởi vì anh đi anh livestream cho anh em xem, livestream cho anh em xem. Vé không đồng để chơi anh em quanh khu vực chơi thôi. Rồi chào Vĩ Lương. Vé không đồng mà em ơi, Đoàn Trường Vũ. Tầm 300 đồng cho giải không đồng thì quá tuyệt vời luôn anh trai, tạo niềm đam mê cho anh em. Ok Tuấn Phạm ơi, bởi vì là trường chim của em Sơn Môn thì Dũng nghĩ là phun dàn nó cũng chỉ được tầm khoảng 200 đồng thôi. Phun dàn là được khoảng 200 đồng. Thế mà bây giờ để mà tổ chức được một cái giải đấu 300 đồng là hơi khó. Bởi vì sao? Bởi vì là hầu như là ở tỉnh nào, ở huyện nào, ở khu vực nào cũng có các cái hội chơi. Đấy, như trước đây ví dụ như chúng ta chơi, chúng ta chỉ có những trận của hiệp hội người ta mở ra thôi thì mới có sân chơi đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì hầu như ở đâu cũng có sân chơi rồi, hầu như ở đâu cũng có sân chơi, nên cái hạn chế về số lượng đầu lồng ở các cái giải mở rộng nó cũng bớt đi đấy, và các cái giải đấu cũng vậy thôi. Anh chào Đoàn Trường Vũ nha. Không ai không ngoái trên dàn hạ trực tiếp. Rồi chào mừng Hưng Yên. Lâu lắm rồi mới thấy tên em. Cũng rất nhiều chim về hạ trực tiếp. Được 150 đồng anh ạ. Rồi 319 hay quá. Chứng tỏ là đang xem live của anh em chúng ta là đang nhìn số danh cũng khá là ok đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn mà nó chưa được ổn chúng ta có thể để ngang màn hình ra, bật hết sáng lên. Chào em trai Vũ Hải Vũ nhé. Chào em nhà Sái Mạnh Điệp nhá. Nay chơi chim đông Hải ơi. Đúng rồi Nguyễn Hữu Nhất ơi, mùa lông ấy, nhưng mà cũng là cái thời điểm mà những chú chim đã xong lông rồi. Nếu chú chim nào mà xong lông thay lông sớm là xong rồi. Anh không tham gia ra chim nên không có số báo danh. Em vi trưởng ơi, tối làm con đề bạch thủ 319. Ok em, chúc em tối trúng nhá. Làm hẳn có ba càng đi, đổi đời em ơi. Dũng nói vậy cho vui, Dũng không khuyến cáo anh em là chơi lô đề cờ bạc đâu nha, không có lúc bế Dũng lên là chết đấy. Bỏ xuống Dũng sư dại. Vâng, và Dũng xin chia sẻ một chút về thông tin của chú chim cơ duyên mang số danh 148 ngày hôm nay. Là chú chim này là trước đây là của em Sơn Môn. Em Sơn Môn có để lại cho em Cường Lê Hải Dương, và em Cường Lê Hải Dương là người phân phối cúp cho giải đấu ngày hôm nay. Và em cũng mang một chiến binh đi để tham gia cho nó vui.
Đấy, và chú chim cơ duyên này là một trong chú chim mà đã là rất là hay rồi. Rồi trà lông nhân ra 198 mắc thật ok. Không phở CPR rồi. Chú chim cơ duyên này là một chú chim mà cũng rất là hay rồi, và ngày hôm nay là trận đấu ra quân ở đầu mùa lông. Anh em nhìn cái phách đánh của cơ duyên đây này, 148 ấy, phách đánh của cơ duyên hình bộ, phách đánh rất đẹp, đúng không ạ? Không miền Bắc đâu sớm thế. Lâm thầy số báo danh bao nhiêu anh không nắm được đâu, tại vì anh chưa nhìn thấy Lâm thầy, anh có thấy con nào anh không em ơi. À, cũng một số bình luận của anh em bình luận nhưng mà nó dài quá cũng chưa đọc kịp mà nó trôi mất, anh em thông cảm nhé. À, tổ giám khảo Thái Nguyên mà anh Dũng Chỗ Cày đang điều hành cũng là ngày hôm nay mà Dũng được trải nghiệm đầu tiên. Dũng được trải nghiệm đầu tiên và qua các vòng sơ loại thì Dũng thấy là đang dẫn dắt và cũng như chấm chim rất là trơn tru, sạch sẽ. 1-2-1 ngủ trên dàn rồi, ok em. Một 98 chim ở đâu vậy? Anh không nắm được đâu em ơi. Bởi vì trận đấu ngày hôm nay là rất nhiều anh em lạ đối với Dũng. Rồi cảm ơn Tuấn Phạm nhé, thay mặt cho tất cả anh em và mọi người đang xem live cũng như là có mặt ở trường chim ngày hôm nay, Dũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn Phạm. Chúc cho anh luôn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, anh không em ơi, bắt đầu lóng máy rồi đấy anh nhỉ. Đúng rồi em ơi, tất cả những chiếc chim bắt đầu là từ vòng thi đấu thứ 5, thứ 7 trở đi. Con nào mà trụ được là bắt đầu nó lóng lên là bắt đầu nó chơi. Còn con nào không trụ được là cũng hạ tương đối nhiều ở những cái vòng gọi là qua cái vòng sơ loại. Đấy, chơi là một con chim hay. Bắt đầu nóng máy rồi. À rồi anh nhận ra number số. Vậy cho nên là tất cả những con chim mà hay thì nó phải được tính toán bởi thời gian thi đấu trên dàn. Rồi anh chào Lạng Quang Thìn nhá. Quay lại tương tác với anh em xíu. Đấy, và cái buổi tối ngày hôm qua em Sơn Môn cũng đã đứng ra mà tổ chức những bữa cơm thân mật để mời cho tất cả những người anh em ở xa này quanh khu vực về để giao lưu và cùng nhau nâng ly rượu gửi lời chúc mừng đến nhau. Và đặc biệt ngày hôm nay cũng là cái buổi sinh nhật của em, Dũng sẽ dành riêng cho em một cái lời chúc, chúc em luôn luôn là nhiều sức khỏe, luôn luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là luôn luôn thúc đẩy những cái phong trào chơi chim chào mào tại Thái Nguyên cũng như tại trường chim của mình, và cái sản phẩm của em đưa ra cũng sẽ đạt được những chất lượng tốt nhất dành đến người tiêu dùng cũng như là dành cho tất cả những chú chim mà anh em chúng ta có thể là sử dụng cho chiến binh của mình. Vâng, và lại tiếp tục quay lại với giải đấu. Rồi chào Huy Đặng nhá, chào anh Ngọc Bảo. Thi đấu anh em ơi, trường chim Sơn Môn Hải ơi, có anh Hiệp Khôn Idol. Rồi chào vợ vàng, cái gì vợ vàng chồng đồng à. Rồi chào em trưởng Nguyễn nha, bao nhiêu đồng với anh? 150 đồng em ơi.
Không trưởng ơi, anh vé không đồng anh không đi, mấy hai chim mình nó chưa ổn định đông em. Nó vừa xong đông cho đi sớm là hỏng ngay. Anh không em ạ, à, lên liền ơi. Chúc mừng anh Sơn Loan cuộc thi thành công tốt đẹp, một thương hiệu cám vững mạnh, chất lượng. Đến nhiều anh em nghệ nhân, chúc mừng sinh nhật anh. Ok, thay mặt cho em Sơn Loan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Quang Cuốn. Chúc cho em nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Rồi, chào Lê Văn Toàn. Chào Tuấn Nete. Ok, Vinh Vàng ơi. Đang làm gì em? À quên lại hỏi đang làm gì, em đang xem live đúng không? Chào em trai Phạm Trắng, chào tất cả anh em và mọi người. Anh em nhớ là đi qua xem cho Dũng xin một cái tim hoặc một cái like miễn phí của anh em nhé. Một tim một like miễn phí của anh em thì Dũng nghĩ là chắc không khó khăn đâu đúng không ạ? Chúng ta nên dành cho nhau những điều mà hoan hỉ trong cuộc sống. Cái gì mình có thể làm được cho nhau mình nên làm. Anh không Vinh ơi. Rồi Phạm Dũng anh, chào Phạm Dũng nhé. Đúng rồi, anh em bạn bè nào mà có anh em thân quen đấy, chúng ta có thể tap tên bạn bè vào bình luận để cho mọi người cùng xem đúng không ạ? Thế còn anh em có thể là chia sẻ lên các hội nhóm cũng như là lên trang cá nhân của mình hoặc các câu lạc bộ để chúng ta có một cái trải nghiệm mà tổ chức vé không đồng. Anh không em ơi. Rồi chào cháu Nguyễn Duy nhá. Ok anh, cảm ơn Quân Trà Màu. Em Sơn Môn hôm nay tổ chức khá là quy mô, tuy nhiên không tổ chức gala nhưng mà cũng rất là ấn tượng. Quy mô từ khâu tiếp đón này, khâu tổ chức này, đấy là một trong những cái điều mà mỗi một khi tất cả các giải đấu mà bên ban tổ chức làm rất là đau đầu, bởi vì cái khâu tổ chức, cái khâu tiếp đón rất là mệt. Thế mà em cũng đã có những kinh nghiệm của mình bởi vì đã tổ chức những giải đấu trường. Kinh nghiệm của mình em làm rất tốt. Ok Nguyễn Xuân Tuệ, chào em trai. Giza có mấy con. Em ơi em inbox cho Giza, anh cũng nắm được đâu. Rồi, chào Quân Chào Màu nhá. Ok em Hoàng Thế, cảm ơn. Nguyễn Ngọc Chim Cảnh mình cũng không nắm được đâu bởi vì không biết chim toàn không, nhưng mà bạn cũng rất là nhiệt tình. Ở tận Hà Giang về đây là tương đối là xa xôi đấy, đường nối thì đi lại khó khăn, nhưng mà bạn cũng rất là nhiệt tình. Ok Liêm Nguyễn nha, chào em. Con chào thầy Nguyễn Mạnh Hùng ạ. Lâu lắm mới không gặp thầy, thầy khỏe không thầy ơi? Chắc chắn là nữ còn rồi em. Còn nhiều lắm em ạ. Anh đếm sơ qua xíu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Còn khoảng 90 đồng nữa. Dạ vâng anh Lê Văn Ngọc ơi. Tháng 12 lại lên Hà Giang anh nhỉ. Vẫn năm chén đầy anh, ok em. Ok điện tính chấp nhá. Con mới bắt mang đi không anh? Không em ơi, để anh đánh giải SDC Hà Nội mở rộng của Hiệp hội vào ngày 29 tháng 10, có nghĩa là tuần sau ấy. Trận này là 150 đồng Tuệ ơi. Rồi chào La Báo Minh nhá. Cảm ơn em. Những số ba danh bao nhiêu em anh không biết được đâu, tại vì là anh em đến nhanh và đông, thế cho là anh mải chụp ảnh rồi mải quay những khoảnh khắc của anh em, đâm nào cũng không nắm được số ba danh. Chim mái thì nuôi có hay xòe. Đúng không anh nhỉ? Em ơi anh không nuôi chim mái bao giờ nên anh không để ý đâu, anh không quan tâm đâu, nhưng mà anh nghĩ là có đấy, bởi vì cái đấy là cái đấy nó không liên quan gì đến chống em máy đâu. Anh không Khanh và Mương ơi,
150 đồng Việt Trần. Còn chào chú Tuấn Phạm nhá, chúc idol lụm giải. Anh không thi chim, hôm nay là đi cùng anh em Hải Dương thôi, đi cùng anh em Hải Dương nên là anh em Hải Dương có tham gia hai chim đấy, và nên ủng hộ cho giải đấu của em Sơn Môn vé không đồng, ra mắt hãng cám Sơn Môn cũng như là thúc đẩy phong trào ở thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, em Nguyễn Đạt ơi, chào Minh Nghĩa nhá, rồi chào Hoàng Vĩ Đại. Chào em Hoàng Huy, chào Vũ Anh, chào Nguyễn Tuyên Toàn. Rồi anh em mình đang xem vợ Dũng có ra ngoài một chút làm bi thuốc nào cho khỏe đi alo. Ok, ôi giời ơi, đang lúc thèm lại dục anh thế là phải ra luôn rồi. Cảm ơn anh em cho Dũng một tim nào. Đi qua anh em nhớ cho Dũng một tim nhá. Hoặc một like cũng được để cho cái lô phát sóng trực tiếp nó có uy tín để Facebook nó đánh giá về cái lượng tương tác thực. Đấy. Facebook người ta sẽ đánh giá cái lượng tương tác thực để cái những cái luồng phát sóng trực tiếp của Dũng dành cho mọi người xem nó sẽ được uy tín hơn, được lan tỏa nhiều hơn, đúng không ạ? Chúng ta dành cho nhau một cái nút like miễn phí không nặng nhẹ, đúng không? Đấy. Anh dai luôn 198, ok, giọng yêu quá rồi, làm đi thế nào đi anh? Ok em nhá. Đây 198 đây em. Đấy, 198 đang đánh cùng mẹ 148. Nhưng mà anh thích con phách 198 hay? Phách của 198 nó rõ ràng, dành mạch hình bộ rất đẹp, màu cũng đẹp. Nói chung là nó đã đẹp thì nó đẹp đủ đường, ỉa cũng đẹp, đúng không anh em? Sợ ok anh nhá. Không phải thường thường con chim nó đã đẹp rồi, nhìn bạn cứ tưởng đẹp. Nói vậy cho vui đúng không anh em? Con này số nhiều anh ơi, không tham gia chim ngũ nam ơi. Không tích titan ơi, anh không tích titan ạ. Ngũ nam ơi, anh không ngũ nam ơi, 198 đánh khét nẹt, ok anh em. Cái phách đấy gọi là phách triệu đô ấy.
Dũng rất thích phách những con chim nó dạng như vậy, còn đánh được dài hay không thì Dũng không biết được, bởi vì chưa chứng kiến con chim nó như nào cả. Nhưng mà thích những cái phách đánh rõ ràng, rành mạch, tự xử rất tốt, đúng không anh em? 198 tự xử cực kỳ luôn. Đấy. Con chim nó phải tự xử được thì nó không phụ thuộc vào đối phương thì nó mới ok. Ok con gấu ơi, anh chào con gấu nhá. Hello hai đồ, hôm nay bao nhiêu đồng? 150 đồng em lai à? Con 319 được phép nhé. Vâng, chú chim ngay trước màn hình của chúng ta ở cái lỗ này, nó là một cái lỗ không hiểu lý do vì sao rất nhiều chim vào rồi lại ra. Có con bố húc tuyên quang không anh nhỉ? Anh nghĩ là chắc là chưa đâu. Đấy. Anh nghĩ chắc là chưa đâu, bởi vì bò húc nó mới sang đông, chủ chim chim đấu trường người ta phải dưỡng. Một hai năm xuống bố em ơi, xuống bố ở những vòng này chưa tính nỗi đâu. Ở những cái vòng này giám khảo chủ yếu là bắt nỗi những con chim nó thái độ thi đấu quá nhiều lần là không đấu này, tắm khô gãi xỉa rồi các lỗi gọi lỗi cứng lỗi nặng ấy. 038 móc chim đúng rồi, cô chú đấy vừa đấy có giám khảo nhắc nhở rồi. Một con vương ngoài kia không đâu em ơi, một con vương đang ở nhà dưỡng nông em ạ. Giải không đồng để cho anh em chơi, anh em quanh khu vực chơi rồi anh em ví dụ như là mới chơi người ta chơi để làm sao cho anh em có cơ hội để đi theo cái đam mê của mình. Đấy. Vòng mấy rồi em ơi? Em dai rồi. Vòng mấy rồi? Vòng năm em ơi. Chào em trai thằng Đào Quang Khải. Hiện tại lúc này trên giàn đấu vẫn còn tầm khoảng 80 chim nữa. 80 chim nữa anh em. 148 của em Cường hay quá anh ơi. Đúng rồi, con này con chim hay mà, con chim nó hơn 100 triệu. Con chim nó có tên tuổi đấu trường rồi. Hôm nào hôm nay bao giờ em 150 đồng anh ạ. Ok anh, cảm ơn Ngọc Thành nhá. Tại vì thời điểm vừa rồi chim tai lông anh em không tổ chức giải, thế cho là mình cũng không nai được. Hay không toàn tôn thôi. Khi nào anh em tổ chức giải được thì mình mới đi giao lưu, anh em mới tham gia thì mình mới nai được. Còn ở nhà thỉnh thoảng mới làm những cái clip qua chia sẻ với anh em đưa TikTok thôi. Hẹn anh 29 gặp chỗ em Cường anh nhé. 29 chỗ Cường nơi nó trùng lịch với lại giải của FBC Hà Nội nên anh em phải về chỗ FBC em ạ. Anh không đứng ở bạc ơi. Đúng rồi, cán bộ Tân về đây từ rất sớm anh Trương Trường Phát ơi. Cán bộ Tân cũng chịu khó đi phết đấy. Chào em trai Sự Nguyễn nha. Anh chị em nào mà cần bình nước gặp anh cán bộ Tân nhá. Ông này rất là nhiệt tình. Đặc biệt là nhà chị em phụ nữ nào mà đang ở một mình. Đúng rồi, hôm đó hiệp hội anh nhỉ. Đúng rồi em ơi, 148 cái tướng không thôi đối thủ của chạy rồi. Ok em. Đi mang ngô về bản. Rồi anh chào Dương Thái. Rồi chào bố gấu nha. Anh có đi con nào không mô? Anh không em ơi. Giải xe Đồng Nai tháng 12 có tham gia không? Anh có em ạ. Ok em Sự Nguyễn ơi, giải hai ô tô ánh sáng mới ở Bình Dương. Nếu như giải đấu được diễn ra thành công thì anh sẽ vào.
bởi vì người tổ chức giải đấu là người bạn của Dũng, bạn có gọi điện và mời nên Dũng sẽ vào, bởi vì dù sao cũng còn có những người anh em, người bạn của Dũng ở trong đó nữa, Dũng sẽ vào. Đúng rồi em ơi, hôm nay là sinh nhật của em Sơn Mon. Hôm nay sinh nhật em Sơn Mon, em tổ chức một giải đấu này rất là ý nghĩa với cái ngày của mình. Cái thứ nhất là tổ chức sinh nhật, cái thứ hai cũng là ra mắt hãng cám Sơn Mon Lưỡi Lục Hoàng Quân, tổ chức ở thành phố Thái Nguyên em ạ. Chiều qua em chơi anh. Em ơi, anh đi cùng anh em ở Hải Dương, đi cùng xe. Chắc là hẹn em khi khác thôi sự ơi. Hôm nào anh lên một buổi riêng lên nhà em, lên cả chỗ thằng bạn anh là Ngọc Anh nữa. Qua thăm anh Toàn Ba La nữa. Lâu lắm rồi không gặp anh. Có lỗi với anh nhiều quá mà không gặp được anh. À, 198 tự sửa tốt thật. Đúng rồi, con này nó tự sửa tốt. Hải Dương số bắt anh bao nhiêu anh? 148 đây em, 148 bên cạnh 198 đây. Đấy, 198 ấy. À, 148 với 198 bên cạnh nhau. Nhất là nhà chị nào chồng chê. Đúng rồi em ơi. À, bà nào mà kiểu như gọi là đang ở một mình ấy, nên lại làm điện nước này, lắp bình nước, lắp bình nước, gọi là nước nước dọc ấy, liên hệ với cán bộ tân. Đấy, cán bộ tân rất nhiệt tình. Đấy, thấy chưa, cán bộ tân nghe thấy đấy, nghe thấy chào anh em luôn. Đấy, chim bên phải chơi mạnh hơn bên trái. Đúng rồi, tốc độ chim bắt đầu bây giờ đều dần rồi anh em. 188 vị trí nào anh trai? 188 à? À, số ba danh nó hơi bé, số ba danh nó hơi bé, anh chưa nắm được em. Không tắc bồn cầu nữa vẫn thiếu anh ạ. Ok rồi, em liên hệ với liên hệ và giới thiệu cho cán bộ tân nhá. Không tắc bồn cầu hút 7 phút. Hút 7 phút nữa, đúng rồi, cả hút 7 phút. Thái Nguyên chim nhiều mạnh cọp vậy em nhỉ? Dạ vâng ạ. Chào bạn già Hương hội Lạng Sơn nhá. Không phải đâu em ơi, không phải chim của anh đâu. 198 là của anh nào ấy. Rồi chào Ngọc Bảnh. Quay 198, 148 xem cho sướng. Ok em. Mình không bạn ơi, mình không có chim tham gia giải này bạn ơi. Đúng rồi, nết giống nết, mình cũng rất thích những cái nết này ấy, rất thích những cái nết của chim, nó có phách tự xử mẹ đi cầu rõ ràng. Ok Cường Quý ơi, chào Cường Quý nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không người tám cái đội bóng xin cho anh hai bóng. Em ơi, anh thi ở Thái Nguyên em ơi. Một chín tám nết dễ chén à, chén to à. Ôi rồi ôi em ơi à, xin chào 220 anh em đang xem. Sau khi mà Dũng đẩy chú chim 198 thì Dũng vừa lấy đi tìm hiểu về chủ chim, và Dũng chia sẻ với anh em là chú chim 198 này là một chú chim sao số rồi, một chú chim sao số rồi, ăn đá xe rồi này, ăn rất nhiều chung kết rồi đấy, những con chim hay nó lộ hết ra đúng không anh em ơi. À, chú chim này là chủ nick Facebook là gì nhỉ, vợ chú bảo mình đã quên rồi. Điện máy Thắng Giang, điện máy Thắng Giang. À, con chim này chú chia sẻ với Dũng vừa nãy là Dũng hỏi thì chú chia sẻ là Dũng chú mua là 110 triệu. Đấy, và sau khi mà về tay chú là đi là bào giải và đến năm nay là mùa 2 với giá 250 triệu. Đây chú chia sẻ với Dũng. À, hóa ra như vậy, hết âm ra nhìn con chim nó đúng là nó hay, nó thể hiện ra ngay đúng không anh em. Nó đánh triệu người mê, còn đi sâu và thì đúng rồi em ơi, cái lết đánh này nó lết đánh như vậy Dũng chưa biết gì về con chim này. Dũng nói cho vui gọi lết đánh triệu đô ấy. Nói vậy cho nó vui ấy, nhưng mà nói về hình bộ này, phách đánh của chim nối lết tự xử con chim này đi chơi lúc nào yên tâm luôn. Ok em Quân ơi. Không có con nào màu dê. Nhiều em ơi, màu dê nhiều. Anh chào em trai Mai Xuân Tự nhá. À, thực tế ra thì trên giàn đấu là nó cái tốc độ chim nó không được mạnh, nhưng mà Dũng muốn quay con chim hay để cho anh em chúng ta xem khỏi nhàm chán đúng không ạ. Chúng ta xem chúng ta sẽ có một cái sự cuốn hút đấy, và Dũng đếm xem là còn bao nhiêu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 hàng ngang nhân với 4 48 32, còn 72 lồng chim nữa mọi người nhá, 72 lồng chim nữa. Nết bao mặt nhìn nết đánh phê rồi, đúng rồi, nết đánh này là nết đánh, đã gọi là nết đánh này anh em nào chơi chim cũng mê luôn với chú chim 198. Và Dũng nghĩ rằng cái sau cái trận đấu này nếu chú chim thi đấu tốt là chú chim này sẽ nổi tiếng luôn. Dũng khẳng định anh em luôn, bởi vì rất nhiều những chú chim nổi tiếng trên những cái luồng phát sóng của Dũng, mặc dù trước đây không ai biết chú chim ấy là gì cả. Qua luồng phát sóng là nhiều anh em là được trải nghiệm, cũng như là chủ chim cũng rất là vui. Đấy, chủ chim rất là vui khi mà đặt con chim ấy ở đúng mặt bên này. Đấy. Anh không Havala móng cái ơi. Đúng rồi, mấy con bên trái là chơi cũng đều ấy, chơi tốt đấy. Nhưng mà Dũng thấy con 198 này nó có rất nhiều cái điểm cộng. Cái thứ nhất là chân của nó to. Cái thứ hai, màu lân.
Lần này lần kim anh em nhé. Cái thứ tư, cái phao câu ấy nở to, nó rất giống cái phao câu của con Hòa Giải, rất giống phao câu con Hòa Giải. Cái tách đỏ ở đít ấy. Đúng rồi, bên trái có con đồng vuông cao chạm chơi được. Vé không đồng Vũ Thúy ơi, nhà có con hóng bộ đẹp như thế này nó chơi. Ok con Tú. Không em sang như ơi. À, con chim nó giống nhau rất là nhiều, nhiều chim giống nhau nhưng mà nó chỉ giống nhau về hình bộ thôi, chứ còn về tính nết, về cái lối nết thì nó không giống nhau được. Thế cho nên là nhiều những anh em là cứ nghĩ là con chim là cứ phải như thế này như thế kia nó mới là con chim hay, không phải đâu anh em ơi. Khi mà Dũng tham gia các cái giải ngày xưa Dũng cũng nghĩ như anh em là như vậy. Đây là con lồng đục đấy. À, thế là sau khi mà Dũng trải nghiệm các cái giải đấu thì Dũng không quan tâm đến hình bộ của chim nữa. À, không quan tâm hình bộ nữa, bởi vì là để những con chim mà nó vào sâu ấy, nó chả thiên về một cái hình bộ nào cả. Đấy. Chỉ là cái hình bộ đó chỉ là cái mà chúng ta thích thôi, là cái vẻ đẹp bên ngoài thôi, chúng ta thích hình bộ như nào thôi. Chứ con chim ăn giải thì nó không liên quan đến hình bộ to hay là dài hay là lân tê mặt quỷ hay là thế nọ thế kia để mà ăn giải, mà nó quan trọng nhất là ở cái tính nết của chim, ở cái phách đánh và cái cách chăm của anh em chúng ta hiểu con chim để mà con chim nó đi sâu đi xa hơn. Còn trong cuộc chơi ấy thì là nó có nhiều cái lan giải lắm. Rồi chào Trọng Tâm, 173 hay anh nghỉ, đúng rồi em ơi. Con 173 này nó tự xử cũng khá tốt đấy. Hai cầu thẳng, đồng đục. Rồi chào 300 anh em, anh em cho Dũng xin một team một nay nhá. Anh em nào mới vào cho Dũng xin một team một nay, mà nếu có thể thì cho Dũng xin một chia sẻ lên các hội nhóm. À, Dũng nghĩ là 173 hôm nay mà mình là một trong những ứng cử cũng khá là nặng ký ở tại giải đấu này ấy. Con chim to dài đẹp dã man. Con này nó to dài như một quân vương luôn. Bộ của con 195 này cũng to đẹp. À, về hình bộ nó chỉ về thiên về cái sự yêu thích của từng anh em thôi. Thế còn rất nhiều con chim bộ nó nhỏ nhưng mà nó đánh ghê gớm lắm. Ví dụ như con 26 của lũy trà màu đấu đúng không, bộ rất nhỏ nhưng con chim nó đánh nó ghê gớm luôn, bởi vì đây nó thuộc về tính nết của chim rồi. Anh mới tuyển chim mới mà không test hả? Em ơi, anh để test cái giải mở rộng FGC Hà Nội. 051 đánh nhảy liên tục, đúng rồi em. Vâng, bà Dũng cũng tìm hiểu về chủ chim 173 thì một người em Dũng chỉ biết là nói tiếng Huế thôi. Đấy, và chủ chim này có tên là Mèo. Dũng cũng có chiều tại sao đặt tích chim tên là Mèo. Dũng nghĩ là chắc là chú chim này sẽ có một kỷ niệm gì đó đối với con mèo đúng không ạ? Chủ chim này đặt chiến binh mèo. Bao nhiêu lồng em ơi? Anh ơi, con trận ngày hôm nay là 150 lồng. Và đến thời điểm này một nửa phải dừng cuộc chơi rồi ạ. À, cao Tú chào máu. Ok bạn ơi. Sáng nay có Tú Nước nói là chơi anh Dũng sáng nay nói nuột thế. Ok em Việt ơi. À, thật ra là tất cả anh em chúng ta sẽ có những cái cảm xúc đúng không ạ? Ngày hôm nào chúng ta vui chúng ta sẽ nói được trơn tru và nó cuốn lắm.
Đấy, ngày hôm nào mà buồn buồn thì chúng ta không thể nói được, bởi vì lời nói nó được xuất phát ra từ tâm, từ cảm xúc của mỗi con người. 194 rồi em, 194 đâu? Lúc chưa nhìn thấy 194. Em chỉ hợp với màu dê thôi. Đúng rồi em ơi, màu dê là con chim nó đánh rất là dữ. Nhưng mà màu dê thì chúng ta chơi ở miền Bắc thì rất là ok, không vấn đề gì. Chơi ở miền Trung, miền Nam là khi vào so kè là hay anh em hay bắt lỗi, về lỗi về hình bộ. Nên con chim màu dê mà ở trong các tiêu chí mà miền Trung hoặc là miền Nam là ở các vòng sơ loại người ta vẫn cho tham gia thi đấu rất tốt, chỉ có vào so kè thôi. À, và Dũng có nhận thấy là ở cái thời điểm mà phát triển tốt hơn về chim chèo màu thì giám khảo người ta cũng nhẹ nhàng về cái màu dê rồi, bởi vì con chim cái màu của nó là cái cơ địa của nó, chứ nó không phải là lỗi hay không về cái màu thì chỉ là do cái tiêu chí mà con người chúng ta đặt ra thôi. Thường thường là những chú màu dê đánh rất là dữ. Thế cho nên là anh em người ta cũng nhẹ nhàng hơn về cái lối nhìn nhận về màu của chim. Ở các cái giải đấu lớn cũng thế, mà các cái giải đấu nhỏ như vậy, đặc biệt là miền Bắc, là anh em không quan tâm đến màu, quan tâm đến đấu tốt hay không ạ. Ok Lý Phảo ơi, ok Dư Phạm, à xin Bùi. Hôm nay ở tại trường chim Sơn Môn, thành phố Thái Nguyên. À, mọi người cho Dũng xin một lời bình luận nhá. Hình ảnh và âm thanh Dũng nói mọi người nghe rõ không? Nếu mà nghe rõ mọi người cho Dũng xin một chữ ok. Ok là để Dũng biết được âm thanh và hình ảnh Dũng truyền tải với mọi người là nó rõ ràng và được sắc nét. Thì Dũng không phải điều chỉnh nhé. Ờ rồi, cảm ơn Phú Văn nhá. Hello anh, ok Thuận Do ơi. Cắt thành cùi thờ à, ok ạ. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em mọi người. Rồi ok. Ok Dương Thái. À, đẹp cá chép hay không em ơi? Rồi ok mình nghĩ nhá, ok Lý Văn Hiệp. Ok em Giai Bình Thằng Sơn. Rồi tuyệt vời quá. Nghe nụt lắm anh ơi, ok em. À, nếu anh em nào có bận công bận việc thì chúng ta có thể là rời live ra, chúng ta làm xong công việc của mình và nhớ là quay lại nhá. Nhớ quay lại sau khi mà tất cả những chương trình ra hàng hoặc là bắt đầu vào chung kết để xem cái kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Về 40 giải thưởng, trong đó có 4 xe vào chung kết. Đấy, còn cơ cấu của giải thưởng như nào Tẹo Dũng sẽ chia sẻ với anh em ở các cái vòng chim vào cờ. Miền Nam sẽ tính vào hình bộ, đúng rồi. Miền Nam tính hình bộ khi mà con chim được so kè khi vào cờ. Có nghĩa là nếu mà cầm con chim màu dê vào đánh ở miền Nam, miền Trung là chúng ta cứ đánh tốt là kiểu gì cũng có giải. Đấy. Nhưng mà khi vào các cái giải sâu, ví dụ top 20 hoặc là top 10 ấy, thì họ mới so kè về cái hình bộ. Khi mà tất cả con chim không có lỗi thì cái lỗi đấy là lỗi cuối cùng. Cái lỗi xuôi màu đấu là lỗi cuối cùng ấy. Trước đây thì có thể là anh em hạ các cái vòng ngoài, thế nhưng mà bây giờ anh em cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Anh Không Nguyễn Văn Nam ơi, ok Nhân Trọc nhé. Con chim này thật ra nó cũng như con người anh em chúng ta thôi, về cái hình bộ này nó không có lỗi, đúng không? Trời sinh ra như nào, cha mẹ sinh ra như nào thì mình hưởng cái điều đó. Đấy, con chim cũng vậy thôi, con chim thì cái màu của nó có thể là nó bị xuôi hoặc là nó màu dê thì đấy là sự thiệt thòi của nó trong cái lối mà con người đưa ra về cái tiêu chí. Thế cho nên là anh em giám khảo người ta sẽ đánh về cái đấy nó nhẹ nhất, đánh về cái đấy là Dũng nghĩ là nhẹ nhất rồi. Nó không có liên quan gì đến bản lĩnh, nó không có liên quan gì đến tố chất. Đẹp nhưng mà mắc lỗi là vẫn bị dính đòn, đúng không anh em?
cái hình bộ là người ta tính sau cùng. Đúng rồi, có một cái người bạn bạn ấy bình luận đây này cũng thấy rất là hay. Màu dê là con chim nó thế, có phải nó yếu kém đâu, đúng rồi. Đấy, chúng ta mà đưa cái tiêu chí mắt lỗi màu dê vào các cái vòng sơ loại hoặc là thiệt thòi cho con chim thì đấy là một trong những cái mà không lên. Màu dê thì ta cắt đi ạ. Ok em. Hay là ăn tất, đúng rồi. Lần sau nhá, mang cái ghế đi, ngồi không đỡ nổi đâu. Ngồi không nói được, ngồi không nhìn được. Giống cái kiểu bọn đánh bóng chuyền đấy, bắt trọng tài bóng chuyền đấy. Ngồi đấy. Ok, chào cháu nhá. Giờ thái độ là như thế, đúng rồi, Nguyễn Hùng ơi, thái độ đấu tốt ta. Cứ đấu tốt ta xong rồi vào các cái vòng sâu người ta mới tính đến mỏ đấu. Mới tính đến hình bộ. Có nghĩa là cái hình bộ là cái xét cuối cùng mà khi con chim nó quá đều nhau, không có chim để hạ, lúc đấy người ta mới tính điểm về hình bộ thôi. Nhất dáng nhì thanh tam hình tứ sắc, đúng không? Bao lồng anh cũng em ơi, 150 lồng và hiện tại bây giờ còn tầm khoảng 70 lồng. Một năm một hạ trực tiếp. 051 thái độ lần hai nữa. 051 thái độ lần hai. 051 thái độ lần hai được nhắc nhở. Đúng rồi, con 198 nó vẫn bền, nhưng mà con này Dũng nghĩ là chưa đạt nửa mùa lông, chắc trận này chưa đạt nửa đâu, bởi vì cái sự đạt nửa của con chim Dũng nhìn vào hình bộ nó phải ôm chặt cơ, con này nó chưa ôm chặt. 96 trụ cầu quá lâu. À, em ơi, 173 nó đánh qua hay rồi em à. 173 đánh qua hay rồi. Rồi, chào Ngọc Bùi nhá. Con chim 198 này nó con chim sao số rồi. Và bây giờ hiện tại bây giờ bữa Dũng hỏi chủ chim là chủ chim nói với Dũng là 250 triệu anh mới bán. Con chim mà đá xe rồi anh em nhé, đá xe vào rất nhiều chung kết ở Bắc Giang rồi ở các giải đấu.
Ok, chào anh Xanh Xin Vát nhá. Con chim nó quá hay luôn anh ạ. Nói chung là con chim sao số nào nó sẽ thể hiện trực tiếp ra để cho chúng ta nó trội hẳn lên luôn, đúng không? 198 này, con 148 này, con 148 này hơn 100 triệu. Cường Lê mua của Sơn Mon từ đầu vụ lông. Nói chung là chim cò tầm này cũng khá là cao anh em ạ, khá là cao và giá khá là đắt. Và Dũng thấy là cái giá chim ở ngoài miền Bắc hiện tại bây giờ là còn cao hơn cả ở miền Trung và miền Nam. Bởi vì những cái cuộc giao dịch thực tế chứ không phải giao dịch ảo anh em nhé. Giao dịch thực tế và bản thân Dũng đi mua chim cũng vậy, mua cho anh em, mua giúp anh em hoặc là mua cho mình chơi cũng vậy thôi. Cái giá thực tế nó cũng khá là cao. Bởi phong trào ở đâu mà phát triển thì ở đó là con chim nó sẽ được phát triển theo cái định giá của nó. Nhiều anh em miền Nam có hỏi Dũng về con chim này con chim kia, nhưng mà khi Dũng nói về cái giá của chim mà cái người chủ chim đó đưa ra thì anh em bảo sao chim Bắc giờ đắt vậy. Đúng rồi, chim miền Bắc bây giờ đang rất là đắt. Tuy nhiên là cũng có con nọ con kia thôi, thế nhưng mà anh em miền Bắc bây giờ chơi khá là khét đấy, khá là khét và cũng chịu đầu tư, thế cho nên là cái giá chim nó lên rất là cao. Đúng rồi Nguyễn Hùng ơi, 148 cái bộ thôi đã thấy sướng rồi. Chim ở trong Nam thì chia sẻ với anh em cũng chiếm tỷ lệ rất cao, là chim ở miền Bắc chuyển vào với những con chim hay. Đấy. Trước đây cái tiêu chí mà chấm chim về trà màu hót đấu thì chim ở miền Trung sẽ có những cái giọng đấu nó được nhiều âm tiết, thì chim miền Trung sẽ được ăn điểm tốt và được anh em săn lùng tốt. Đấy, nhưng mà sang một cái thời điểm là trà màu đấu hót thì cái con chim ở ngoài miền Bắc nó được trải nghiệm qua tất cả các cái khoảng thời tiết. Trong một năm nó có 4 mùa nó chịu áp lực, thế cho nên là cái sức khỏe của con chim miền Bắc nó rất là ok. Thế cho nên là con chim miền Bắc khi mà được tham gia các cái giải đấu, được trải nghiệm các giải đấu và hiện tại bây giờ Dũng nghĩ thấy là các con chim sao số ở Việt Nam là chiếm tỷ lệ đến 70% là chim Bắc anh em nhé, chiếm 70% là chim Bắc. Lam Quang ơi, mình không chào em trai Trịnh Bá Trung. Thế mà anh em biết rồi, ở cái khoảng thời gian từ năm ngoái đến năm nay là tất cả các anh em bên dòng Nan Va quay lại chơi chim. Đấy, quay lại chơi chim thì anh em cũng đầu tư những khoản tiền khá là lớn để sở hữu cho mình những con chim chơi. Cái thứ nhất là lấy cái thương hiệu, cái thứ hai là lấy tên tuổi của mình. Đấy, và anh em đầu tư như vậy thì tất nhiên con chim nó sẽ theo đuổi theo cái thị trường và nó sẽ được phát triển. Cũng rất là vui là được nhiều anh em cũng được khá lên khi mà mình có những con chim may mắn mình hay mình giao dịch. Đấy. Rồi chào Trịnh Hoàng nhá, vẫn vượt dự đoán 148 vào tư chủ. Ok em, cảm ơn. Dũng thấy khá là đều với 198 và 148. Cộng với lại 173 ở cái bảng bên này, tuy nhiên 173 đang đứng ngoài góc biên, đang góc biên bên tay trái, bên cánh trái thiếu mặt đấu, nhưng chú chim vẫn đang có những thái độ tìm chim. Nói chung là nó không được mạnh nhưng mà nó đủ điểm. Một chín năm này cũng đang khá là tốt đấy. Rồi chào Sơn San, chào em trai trưởng Long. Rồi chào bạn Bến Đỗ Bình Yên nhé, một cái tên rất là hay, Bến Đỗ Bình Yên. Đã đỗ là Bình Yên đúng không ạ? Còn đã không, đã di chuyển là không có Bình Yên.
Chiến binh 28 của bạn đặt tên gì đấy? À, mình chưa đặt tên bạn ơi, mình chưa đặt tên bởi vì mình muốn là làm sao? Mình muốn là mình đi tham gia và nếu như nó có duyên mà mình ăn được giải thì mình sẽ đặt tên. Đấy, bởi vì chiến binh này nó mang một cái tình nghĩa rất là lớn của Dũng với lại một người anh trai nữa. Thế cho nên là Dũng sẽ nếu mà có duyên với chú chiến đó thì Dũng cố gắng lấy một cái tên nào đó để cho nó phù hợp với cái tình cảm của Dũng và một người anh trai của mình ở miền trong. Chiến binh của anh Dũng số bao nhiêu? Anh không tham gia chim em ạ. À, vâng, và giải đấu của em Sermon tại trận đấu ngày hôm nay thì Dũng thấy là rất nhiều những người quanh khu vực, đặc biệt có cả chị em phụ nữ và các cháu nhỏ cũng đã đến để mà xem, để mà trải nghiệm ở sân thi ngày hôm nay. Đấy, ở cái bảng bên kia nó là như vậy, còn bảng bên này đằng sau phía Dũng cũng rất là đông anh em và mọi người. Ba một chín nó không phải là sợi mềm mà con chim này nó đang múa mái, gọi là đang bơi ấy, anh em. Ở các cái vòng như thế này thì nói chung là nó không vấn đề gì, nhưng mà nếu như mà vào các cái vòng sâu, nếu mà vào các vòng sâu là so kè là chú chim đó là chậm nhịp đấu là cũng nguy hiểm. Thường thường những con chim đó là con chim đang khỏe anh em nhé, đang khỏe và nó đang có những cái nước gọi là dụ đối phương. Sau khi mua mái thì con chim nó sẽ ra được những cái phách bộ rất là đẹp. Ok, chúc bạn mai chim rực rỡ bạn tôi nhé. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Anh Dũng Hạ 51 đi. Anh làm sao có quyền em ơi? Anh không có quyền. Anh chỉ có quyền để mà tương tác, để mà chia sẻ, để mà giao lưu với tất cả anh em đang xem live trên cái luồng phát sóng trực tiếp của mình này thôi. Đang còn 195 đây, thế này anh em này, 195 cũng đang đánh rất tốt. Đấy. Mình cũng không biết là chim của ai cả, nhưng mà con 195 này từ đầu đến giờ Dũng cũng để ý, thầm lặng để ý thôi, chứ không biết chim của ai cả. Ok, em Trịnh Bá Trung nhá, chào em nhá. 319 bung xè hay nhỉ. À, vừa đấy là nó múa mái đấy, nó múa mái đấy. Đúng rồi, nó múa mái xong là nó có những lối đánh hay, thường thường những con múa mái xong là như vậy. Trần Xuân Huấn, ok em ơi. Có gì mà anh em mình gặp nhau em nhé. Vâng, vậy là trên giàn đấu của chúng ta là còn 49 chim nữa. Vé không đồng Hồ Cao Hải ơi. Vâng, một trong những vòng rất là nhạy cảm trên giàn đấu của chúng ta còn 49 chim. Bốn mươi chín chim và chín giám khảo hai bên sẽ phải tìm ra được chín chú chim yếu kém nhất để đưa vào top 40 của trận đấu ngày hôm nay. Rồi, chào Lê Văn Hiếu nhá. Ok em Minh Nghĩa ơi. Rồi, anh chào Bùi Văn Cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi. À, giải nhất là một xe đạp điện, giải nhì là một xe đạp địa hình và hai giải ba là xe đạp địa hình. Cơ cấu giải thưởng thì Dũng sẽ đọc sau anh em nhé, tại vì Dũng cũng chưa nắm được cái cơ cấu giải thưởng ngày hôm nay. Dũng chỉ biết là có 40 giải thưởng thôi, trên 150 chú chim và vé là 0 đồng. 1482 nhỉ, đúng rồi, 1482 em. Ok em, mình nghĩa nhá. À, con 198 nó có một cái kiểu đánh rất là khôn nha anh em nhá. Rất là khôn. Anh em cứ nhìn nó cái mặt của con chim ấy. Nó đấu vào nó nghếch để dụ đối thủ, xong rồi nó chạy ấy. Nó chạy đây, nó chạy là làm cho đối phương bên cạnh tức. Chứ không phải nó chạy bỏ đấu mà nó dụ cho đối phương tức ấy. 051 là cầu về phết. Ok, ok em. Nó đang bắt mặt được con 192 nó yếu hơn. Anh không tham gia chương trình Thanh Nghĩa ơi. Ước một lần được đi cùng anh. Sao phải ước em ơi, đơn giản mà em à. Đi như anh mệt lắm. Quay hết dàn đi anh cả. Ok em nhá, đây là hết dàn là còn 40 chim. Và Dũng nghĩ là quay hết dàn thì chim nó hơi nhỏ. Chim nó hơi nhỏ. Đấy. Chúng ta nhìn con chim nó không được rõ ràng ấy. Anh em nhìn này ok không? Nếu ok để cho Dũng, mà nếu không ok thì cứ bình luận để cho Dũng điều chỉnh làm sao hợp lý nhất cho anh em xem. Chào bạn già Lê Thanh Bình nhá. Chào Hứa Tuyền. Đúng rồi. Ok. Em như này ok chưa? Ok chưa? Rồi đây anh em nhá, mình để chế độ này cho nó rõ hơn này. Đúng không anh em? Đấy, mình xem ít một tí nhưng mà nó rõ cũng được. Nó rõ ràng ấy. Ok bạn Lê Thanh Bình. À, mái không đấu à? Mái đấu hôm qua rồi, mái đấu tối hôm qua rồi em. Một 198 chân to thật, bóng bộ đẹp. Đúng rồi, con chim 198 này mình đẩy rồi mà. Chân to, bao cầu to. Đấy. Hình bộ đẹp. 148 và 198 có hay, đúng rồi em. À, bên góc bên này cũng thế, 143 à 173 cũng khá là hay. Đấy, anh em thấy là nó đứng biên nhưng nó bám biên rất tốt. Đấy. Con đồng đục ở bên tay phải, à tay trái ấy. Đúng rồi, cần gì mạnh đâu em ơi, cứ đủ điểm đi là được rồi, nhịp nhàng nhẹ nhàng thôi. Đấy. Ăn nhau ở cái nước rút chứ ăn nhau gì mấy cái lúc mà đầu đâu. Đúng không anh em? Trong công việc anh em chúng ta đi làm việc cũng vậy thôi, cứ đều. Người ta gọi là xấu đều hơn tốt nổi đấy. Cứ làm việc đều, nhẹ nhàng, đều đều. Vâng, 195 hạ trực tiếp rồi. Nó đánh như vậy nó mới giữ được sức, nó mới chạy đường dài. Chứ nếu mà đánh mà vồ vập ngay từ ban đầu ấy, khó, Dũng thấy rất là khó. À, còn 47 lồng nữa em, 47 lồng nữa, giám khảo sẽ tìm ra 7 lồng. Tìm ra 7 lồng để đưa vào top 40 tại trận đấu ngày hôm nay. Thank you.
319 của ai chú không biết đâu. 198 của ai đúng rồi, 198, 148. Đánh từ đầu đến giờ 29 này ở chỗ này. À, Dũng có nghe thấy một số anh em chủ chim ở dưới cũng đang xúi dục chim của mình, đang thời gian nghỉ nên ăn uống đi, làm gì thì làm đi. Cái cảm xúc này, cái cảm xúc ở gần cờ là cũng rất là hồi hộp anh em nhé. Tuy nhiên vé không đồng thôi. Đấy, tuy nhiên vé không đồng nhưng mà cảm xúc anh em có chim rất là hồi hộp, kiểu như là dạng cho con mình đi thi đại học hoặc là đi thi cấp 3 đấy. Hồi hộp lo lắng buồn chồn đúng không anh em? Chơi con chim anh em mình ở cái khoảng thời gian chăm sóc ở nhà cũng đã rất là mệt mỏi rồi. Đấy, thời điểm thay lông cũng thế, mấy tháng chờ đợi rồi. Ngày hôm nay có cơ hội cho ăn dàn hoặc là các cái giải đấu khác, lo lắng lắm. Ai chơi mà chẳng muốn thắng đúng không anh em? Ai chơi muốn thắng cũng muốn là mình có giải thưởng. Nhưng cuộc chơi nó luôn luôn song hành với được và mất, thắng và thua. Đấy. À màn thầu anh cảm ơn em nhưng mà anh không tham gia chim em ạ. Anh đi giao lưu làm hình ảnh sự kiện cho anh em mà. 188 còn không anh à? Để anh kiểm tra nhá. À 188 còn em ạ. 188 đang đứng bên bên tay phải. Bên tay phải đằng sau con 338 ấy. Đây này. Đằng sau con này này. Đấy, nó ở đằng trong này. À, vâng, tiêu chí cũng rất là rõ ràng. Dũng thấy cái điều này khá giống với giám khảo Văn Minh cũng như là Hiệp hội Chào Mừng Miền Bắc. Tất cả những chú chim mà khi vào át top về gãi xỉa bắt buộc phải bật ché. À, Dũng có thấy 051 đánh ba hai một là chú chim đầu tiên phải bắt buộc bật ché này. Còn 173 còn không anh à? 173 rồi. 173 còn em ơi, được di chuyển vào trong rồi, được di chuyển vào đằng sau con 155 nồng mun đây này. Đấy, di chuyển vào đằng sau con này rồi. Ok Du Trần ơi. Chào anh Nguyễn Tấn Phát nhé. Còn 44 nồng em ơi. 332 đó là chú chim thứ hai bắt buộc phải bật ché. Môn thể thao không dành cho anh em bị bệnh tim. Rất đúng em ơi. À, nói chung là anh em nào mà bệnh tim thì tốt nhất là đừng mang chim đi tham gia các cái giải đấu trường lớn anh em nhé. Chúng ta nên tham gia các cái giải vui, ví dụ như vé không đồng hoặc là 100.000-200.000 thôi thì nó không có sự hồi hộp, không có sự lo lắng nhiều như các cái giải đấu trường. Nếu mà bệnh tim hoặc có những bệnh liên quan đến tiền đình ấy, về đau đầu ấm ngứa ở ngất tại sân thi ấy, dài hàng mới nhìn dễ anh nhỉ. Đúng rồi em, dài hàng nó lỏng chim nhìn dễ. Đấy, anh em nhìn ba chú chim này, ba chú chim gần như hay nhất ở cái bảng bên này. 148 này, 319, 198 này. Đấy, bên góc đây thì cũng vậy, 079 này. Đấy, 079 này.
1-7-3 bên này thì đang được vào giữa dàn và đang một trong những lợi thế rất là tốt giữa dàn, đánh xuyên suốt từ đầu ấy. Đúng rồi, Nguyễn Đại ơi, chào bạn Quốc Việt. Anh Đức Ducati, anh Đức Đức Tài Lê ơi, tiền đâu mà bắt anh ơi, những con mình thích bây giờ đây nó toàn toàn tiền trăm thôi. Ví dụ như con 148 này là hơn 100 triệu là người ta mua vài trăm đồng rồi nhá. Hôm nay mới thi con 198 đấy là vừa hỏi là 250 triệu rồi. Con 148 cũng vậy. Những con chim mà nó vào mắt mình nó hay thì nó toàn tiền như vậy, chơi sao nổi anh. Để dành cho các anh em có kinh tế. Chào em trai Nguyễn Tuấn nha, Tuấn Nguyễn nha. Chim ở miền Bắc bây giờ còn sốt hơn cả ở các vùng miền khác. Và giá còn cao nữa, chứ không phải thấp, giá rất cao. Có những con chim lên dàn lần 1, lần 2 thôi, ăn 1-2 cái giải thôi mà đã lên đến tiền 100 triệu, xa thật luôn. Chào bạn già Ngô Văn Hùng nha, bố của Lâm Sung. Lâm Sung Thái Đông thế nào rồi bạn ơi? Ok Quang Trưởng ơi, top bao nhiêu mới là đang chọn top ơi em ơi. Dung nghĩ là vòng này giám khảo sẽ hạ được đủ chim để vào top 40, bởi vì cũng rất nhiều chim được nhắc nhở và cộng gãi xỉa phải bật ché rồi. Tốc độ này chim cũng khá là đều, cũng rất là khó cho giám khảo ấy. Vâng, và 5 phút giờ cũng xem là những chú chim nào là những chú chim phải. Rồi anh chào Đỗ Quang Huy, chào anh em tất cả. Đấy, đây là hình ảnh mà tổng dàn anh em nhé, hình ảnh tổng dàn 321 không ché nổi, dừng cuộc chơi. Một 148 quá phê, đúng rồi, 148 và 198 phê, vừa đánh vừa đủ hiểm, dễ vào chung kết, quá sức luôn, khôn. Nó là con chim khôn, thế nhưng mà ngược lại cái lết của con chim nó là như vậy. Lết của chim nó đánh như vậy chứ nó không phải là khôn mà nó đánh chậm, hay là dại mà nó đánh nhanh. Cái lết của chim nó là lối đánh, nó khôn là nó né đòn và nó biết dụ đối phương, đấy là khôn và không khôn. Ok, tiệm bánh mì nhà Ti ơi, Minh Thọ, anh có xin hay không? Anh không tiệm bánh mì ơi. Hoàng Hải Biên, các bố bảo đem con đi thi mà được giải, à được giá, các bố bán luôn con ở trên sàn. Nói thật với anh em là các bố mà bí là thận, các bố còn bán nữa, nói thì con. mấy con đi thi thú này các bố bán ngay, chẳng qua là có đủ tầm hay không, đủ tầm tiền là các bố lên đường hết. 338 còn không anh, đấy xem nhá, 338 còn em ạ. Đây là 338 ở bên góc này đấy. Các bố mà bí lên rồi các bố còn bán. Anh không em ơi, tôi lên coi anh em ơi, đang hết vòng 199 dừng cuộc chơi. Đấy. À có idol vàng alam cũng thế. Rồi 49 tiếng bắt vòng rồi. Thay mặt cho trường chim Sơn Môn, thay mặt cho em Sơn Môn xin gửi lời chúc mừng đến 40 chú chim. Cũng như là giám khảo chúc mừng cho 40 chú chim đã có giải cờ top 40 ngày hôm nay. Tuy nhiên Dũng chưa biết được lý do là top 40 hôm nay là có được phong bì không hay là chỉ là cờ cúp lưu niệm của bên ban tổ chức. Và Dũng sẽ đi tìm em Sơn Môn để xem là cơ cấu giải thưởng như nào, Dũng đọc cho anh em nghe nhá. Tôi xin cho bạn tài một chút xíu, tôi xin cho bạn tài một chút xíu.
Ok bạn Hùng ơi, bán thận đi bạn ơi, bán thận đi mang 500 củ ra đây. Bạn thích con nào tôi mua giúp bạn luôn. Mua hẳn một đôi. 198 đánh khó chịu đấy. Kiện đối thủ lại đấu xong lại bỏ kiện khác. Đúng rồi, con chim côn là như thế. Con chim côn là nó đánh cho đối thủ không những là không muốn sợ mà bỏ chạy, mà nó làm sao nó đánh để cho đối thủ đánh cùng được với nó. Đấy, và sang với nó là nó bỏ. Đấy mới con chim côn. Vâng, bà Dũng xin Anh Dũng ơi, em mượn cơ cấu tờ giấy, em mượn. Vâng, và tiêu chí anh Dũng Diếu Cày là người điều hành cũng đã đọc ra rất là rõ ràng. Khi mà vào vòng top là tất cả những chú chim gãy đạp mặt 2 lần, cắn chân 2 lần, xuống cước 5 lần, có nghĩa là xuống búa 5 lần là bắt buộc phải bật ché anh em nhé, bắt buộc phải bật ché mới được phép đi tiếp. Đấy. Và gãi xỉa 1 lần cũng bắt buộc phải bật ché đi tiếp. Tiếp theo là ngoái ngửa dù chỉ 1 lần, rõ ràng là anh em sẽ hạ trực tiếp. Tiêu chí rất rõ ràng được phổ biến cho anh em tại trận đấu ngày hôm nay. Lưỡi chào màu, anh không biết ở đâu em ơi. Anh quay kiếm nhật của anh Hoàng Húp đi. Anh không biết kiếm nhật ở con nào em ơi. Vâng, và tại giải đấu này cũng có thấy là có một điểm rất là hay là bên trường anh Việt Hoàng, anh Việt Hoàng nhé, tài trợ cho tất cả những chú chim mà cất tiếng ché từ top 20, top 10 và chung kết là mỗi giải là 100.000 đồng, là dành cho anh em có chú chim nào cất tiếng ché. Và anh Thọ bác sĩ, anh Thọ bác sĩ là ủng hộ 500k tiếng ché bạc. Tiếng ché bạc thì Dũng chưa biết là áp dụng từ top 10 hay top hay là chung kết. Chưa có tiếng ché bạc. Anh Nhật Minh. Anh Nhật Minh tài trợ tiếng ché kim cương. Ủa trời, đẳng cấp luôn. Qua luồng phát sóng này, thay mặt ban tổ chức cảm ơn anh Nhật Minh tài trợ tiếng ché kim cương là 1 triệu đồng. Và Dũng chưa biết là áp dụng là ở từ top nào đây. Từ top 20 à? À, chung kết à? Áp dụng chung kết là chú chim nào cất tiếng ché là được nhận 1 triệu. Anh Đinh Tiến Định tài trợ tiếng ché vàng anh em nhé. Anh Đinh Tiến Định tài trợ tiếng ché vàng là 1 chiếc lồng do anh sản xuất. Dũng cũng không nắm được trị giá là bao tiền. Anh Dũng Diếu Cày tài trợ giải phong cách nước tắm và cám chim Tuân Phạm tài trợ cho 30 lọ nước tắm.
anh Giàng A Lam tài trợ 30 nọ vitamin tăng nửa cho 30 chú chim từ top 40 đến top 20. Không là một hết được rồi. À, ok em, 198 hay nhưng chưa đạt hay là đúng rồi em ơi, con chim này chưa đạt nữa. Phong cách 148. Con 148 kia đa số đánh một mặt, anh em nhé, đánh một mặt trong. Thế nhưng mà con 198 này đánh đủ 3 mặt. À, 155 có cất tiếng ché. Hết giờ. Quay chiếc sang trái tí anh, ok em nhé. Cũng sẽ để rộng rộng hơn một xíu nha, được chưa anh em? Anh em nhìn như này ok chưa ạ? Ok cho Dũng một chữ ok nhá. À, 155 cất tiếng khía rất lãng phí đúng không ạ? Rồi ok Nguyễn Văn Đạt nhá. Anh em cho Dũng một từ ok thì về màn hình, về cái góc độ mà Dũng để màn hình cho anh em xem, nếu mà được thì báo Dũng nhá. Đấy, để cho chúng ta xem được rộng hơn, được trải nghiệm nhiều chú chim hơn. Rồi ok chế độ Quang Phúc. Rồi ok Nguyễn Hương. Anh Dũng Cháy tài trợ những bức hình đẹp. Ok em. Chắc chắn rồi em. Cây nhà lá vườn đúng không? Mình chả có gì cả, mình chỉ có tấm lòng thôi. Quay 148 đi anh, đây 148 đây em. 148 đây này. 198 này. Đấy. 173 này. Cái lồng vuông đục ấy, và chim nó khá là hay. Chấp nhận thôi. À, và Dũng thông tin đến anh em Hải Dương, đặc biệt là anh em trong câu lạc bộ Đỉnh Long ở thành phố Hải Dương chia sẻ livestream, bởi vì hiện tại ngay lúc này chú chim mang số danh 148 và 031 của anh em ở Hải Dương là vẫn còn trên dàn. Anh em nhá, anh em Đỉnh Long ủng hộ bằng một lượt tim, lượt like, lượt chia sẻ cho anh em. À, với cái sách đánh của 031 như kia thì Dũng nghĩ là ăn chặt rồi. À, vâng, và trên giàn đấu của chúng ta còn 31 chim và trận đấu ngày nay không có top 30 anh em nhé. Không có top 30 áp dụng theo đúng những giải đấu của hiệp hội ấy, mở rộng của hiệp hội ấy, là chỉ có top 20, top 10 và top 40. Anh về quay nhà nghệ nhân Vi bờ sông đi anh. Ok em Ruby Nguyễn ơi, thằng em anh, thằng Huy bờ sông kiểu gì nó phải gọi anh về tân gia nhà nó rồi. Anh em Vĩnh Phúc còn không, còn chim không? Anh cũng không nắm ở đâu nhưng mà anh nghĩ là chắc là còn. 155 cất tiếng ché anh em nhá.
Chắc là hết vòng mới chám. Hết vòng mới chám. 155-173 Đình Vũ. Vâng, và theo cái tiêu chí của hội giám khảo anh em Thái Nguyên là hết vòng mới chám chim anh em nhé, hết vòng mới chám chim. Nhưng mà những con chim nào mà nó đứng một mình thì giám khảo người ta sẽ vẫn ưu tiên về cái nhịp đấu của chim, bởi vì nó đứng một mình. 338 hạ trực tiếp. Trên dàn đấu của chúng ta còn 29 chim. Em không Bình Xuân ơi, 068 của Thái Nguyên vâng các bạn. 068 à? Để mình kiểm tra. Dũng không nhìn thấy chú chim 068 đâu. Vâng, 105 có nhận được 100 tiền thưởng về tiếng ché rồi. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Hồ ạ. Vâng, 327 có được nhắc nhở lần thứ hai về thái độ và lỗi đạp mặt. Vâng. Mỗi vòng đấu 3 phút được diễn ra và 3 phút hết giờ của vòng đấu. Nào anh em chúng ta, cho Dũng một tim một like, một chia sẻ đến các hội nhóm tiếp theo là bắt đầu vào những vòng nhạy cảm và các cái vòng gây cấn rồi, đúng không ạ? Chúng ta xem cũng sẽ được hay hơn rồi. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem cùng biết mọi người nhé. Ok Nương Nguyễn ơi, em trai ơi, bổ cho quà sẻ lên câu lạc bộ Đỉnh Long nhá. Ủng hộ cho em Lam Lùn và em Cường Thấp nhá. Đấy, em Cường là còn số bao danh 148 này. Em Lam Lùn là 031 ở giữa dàn. 031 đang thái độ đánh rất tốt, yên tâm. Lắc như một cỗ máy. 198 thì Dũng nghĩ là nó nếu vẫn giữ được nhịp độ như này về sức lực thì nó đi sâu luôn. Để Dũng kiểm tra đã, Dũng kiểm tra xem mà còn bao nhiêu lồng. Trên dàn đấu của chúng ta là còn 26 chim. 26 chim anh em nhé. Giám khảo sẽ tìm ra không quá 6 chú chim trong các vòng đấu tiếp theo để đưa cho top 20, bởi vì giải đấu này không có top 30. Lợn rừng có thi không anh? Lợn rừng không em ơi. Lợn rừng không. Dũng có nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan là tổ giám khảo Thái Nguyên từ đầu trận đấu đến giờ là bắt
chim cũng như là đưa ra những tiêu chí rất rõ ràng và chấm cho anh em ở đây khá là trơn tru. Và hôm nay cũng là cái sự trải nghiệm đầu tiên của Dũng với đại tổ giám khảo Thái Nguyên về điều hành cũng như về bắt lỗi con chim. Và trận đấu ngày hôm nay là có 9 giám khảo chấm. À, 068 bên kia, vừa có bạn nào hỏi 068 của anh em Thái Nguyên à? À, nó bị che số báo danh nên Dũng không nhìn thấy, giờ nó mới lộ ra. Anh không tham gia chim. Anh chào em Trung Thiêm lồng chim. Hôm nào làm giúp anh mấy cái lồng tắm đẹp em nhá. Năm nay ăn được xe khoai lắm đúng rồi em. Anh không tham gia chim bố Cubin ơi. Còn 26 chim thôi em ơi. 26 chim gọi là còn một khoang nữa đi. Anh em chúng ta gọi ngắn gọn đi. Giám khảo sẽ tìm ra không quá 6 chú chim để đưa 20 chú chim ra hàng. Không 50 gái xỉa thì bắt buộc phải bật ché theo đúng tiêu chí rồi. Con 326 chơi hay ghê anh nhỉ. Nó cũng khá là ok ấy, bởi vì vào những vòng này đa số chim nó đều rồi anh em ạ, đều rồi. Nó chỉ thiếu may mắn và không may mắn khi đứng biên hoặc các cái lỗi phụ khác thôi. Vậy là hai chim gái xỉa. Vâng, ba chú chim lỗi cứng và không cất được ché. Là ba chim hạng đầu tiên rồi. Còn ba chú chim nữa được so kè về thái độ. À, Nguyễn Tuấn Anh ơi, giải đấu vé không đồng này anh không tham gia chim. Anh đi để mang lại cho anh em những cái trải nghiệm qua cái luồng phát sóng trực tiếp của mình cũng như là mang lại cái hình ảnh của giải đấu ngày hôm nay ra mắt trường chim ra mắt sản phẩm cám cao cấp Sơn Mon cũng như là vào một ngày sinh nhật của em Sơn Mon ở ngày hôm nay 22 tháng 10. Giám khảo đang họp bàn để đưa ra ba chú chim nữa anh em nhé, bởi vì là ba chú chim yếu kém nhất sẽ được so kè. Thế còn ba chú chim lỗi cứng không ché được phải dừng cuộc chơi rồi. Và Dũng nghĩ chắc chắn là hai anh em ở Hải Dương sẽ vào top 20. Hai anh em ở Hải Dương sẽ vào top 20 của trận đấu này. Chào bạn học chít nhá. Vĩnh Phúc còn con nào không chú? Thực ra là chú không biết con chim nào của anh em Vĩnh Phúc và không. Bởi vì là anh em đi thi chim bây giờ là đa số là đấu số báo danh là nhiều. Đấy, chỉ có những con chim nào mà Dũng tìm hiểu thì Dũng biết thì biết thôi. Đấy, bởi vì dấu số báo danh thì nó cũng có một cái hay. Có cái hay là đôi khi là trên những cái luồng phát sóng trực tiếp của Dũng con chim không may nó bị hạ thì nó không bị mất giá con chim. Đấy. Em chào anh trai Hảo Vân Trần nhá. Hôm nay có chấm thi ở đâu anh ơi? À, và sau những cái vòng nhạy cảm thì cũng có thấy là tổ giám khảo cũng đã họp bàn. Họp bàn để đưa ra một cái kết quả gọi là tốt nhất. Đưa ra kết quả tốt nhất cho anh em nghệ nhân còn chim ở trên giàn. So kè từ nỗi nặng đến nỗi nhẹ. Đấy. Dũng thấy cái điều này nó cũng khá là hợp lý. Nhưng tuy nhiên
cái gì nó cũng có hai mặt đúng không anh em. Anh em Sơn La chúc anh thành công đẹp, ok, cảm ơn em xin đồng chí Đức Quang. Vâng, và xin chúc mừng cho 20 chú chim 068 phải dừng cuộc chơi này. Đâu rồi, chưa kịp đọc. Vâng, và bắt đầu ra hai hàng rồi anh em nhé. Anh không anh Ngọc ơi, cán bộ Tân còn không à? Dũng không nhìn thấy cán bộ Tân ở đây, chắc là cán bộ về bản thôi, không biết còn chim không, nhưng mà không thấy cán bộ ở đây, không biết là cán bộ về bản hay còn ở đây không biết. Hôm nay Dũng mới được cái trải nghiệm mà rồi chúng ta định nói và xem là có áp dụng Thiên Phu không, thì có anh em nhé, có áp dụng. Giám khảo khi ra hai hàng xếp luôn nữ tiến không phải em xin. Nay tổng là 150 lồng em ạ. Như này anh em nhìn hơi khó một xíu đúng không? Nhưng không sao anh em nhé, không sao cả, chúng ta sẽ được nhìn tổng thể và sẽ rút ngắn thời gian dần và sẽ được xem rõ ràng dần hơn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh em ơi, Dũng đọc số báo danh cho anh em chúng ta theo dõi ở trên dàn nhá, xem là chim của anh em chúng ta còn không nhá. Bắt đầu từ bên tay phải sang bên tay trái này, bảng bên này nhá. 326 198 140 088 148 173 giữa dàn, 166 010 327 329, đó là 10 chú chim ở bảng bên này và 10 chú chim ở bảng bên kia. Bắt đầu từ bên tay phải sang 051 186 043 107 083 330 ở giữa dàn, 031 tiếp theo 177 079 và 129, đó là tổng 20 chú chim trên dàn đấu của chúng ta có số báo danh như vừa Dũng nêu trên. Vâng, và Dũng nghĩ vòng đấu chuẩn bị bắt đầu đi vào bước thi đấu đầu tiên rồi ạ. Vâng, và vòng chạy top 10 đầu tiên bắt đầu. Chú chim 198 đây mọi người, 198 đây. Đấy, 148 đây. Mọi người nhìn rõ số báo danh không ạ? Chú chim
một trận đấu mà khi ra hai hàng mới quyết định được con chim nào con chim hay thật sự. Anh em nhé, khi ra hai hàng mới quyết định được. Không, con thấy của em, của thằng em. Nào 264 người cho Dũng quả xẻ nhá, cho Dũng một quả xẻ là cho Dũng một team một nai miễn phí của anh em nào. Bạn Nguyễn Phạm ơi, bạn cố gắng một xíu thôi, cố gắng một xíu thôi nhá. Tại vì là ra hàng mình phải quay đủ 20 con chim để cho anh em trải nghiệm, cũng như là có một cái dữ liệu để cho anh em ví dụ như là kiện cáo và giám khảo hoặc là nhìn nhận con chim của mình được tất cả đấy. Để cho là anh em cứ chịu khó một xíu là sẽ vào đến top 10 là chúng ta sẽ có những trải nghiệm rõ ràng hơn, hay hơn, đúng không ạ? Thông cảm và hiểu cho Dũng nhá. Chúng ta có thể là ngang màn hình ra, bật hết ánh sáng lên. Đấy, bật hết ánh sáng lên chúng ta xem chắc chắn là sẽ rõ hơn. Em có con mồi liệu đi chơi được không anh? Cái đấy anh không biết được đâu em ơi. Em phải mang đi cà phê, mang đi rượt rãi đã. Nếu mà ok là con chim mồi đánh rất hay ấy. Bởi vì rất nhiều con chim mồi nổi tiếng Việt Nam bây giờ hiện tại cũng có thấy là con quỷ dữ cũng được con chim mồi lên. Đấy. Rất nhiều chim mồi lên hay em ạ. Cứ mang đi để mà trải nghiệm để chơi mới biết được. Chứ ở nhà để mà nói để mà phán thì không ai phán được đâu em ơi. Mất tiếng rồi. Ồ, sao lại mất tiếng nhỉ? À, có lẽ là Dũng mất tiếng. Bởi nói từ sáng giờ 3 tiếng đồng hồ rồi đúng không anh em? Ok, chào Nguyễn Thanh. Vâng, vòng thi đấu đầu tiên của top 20 đã phải dừng cuộc chơi. Chú chim 1 bao nhiêu game? 171 à? 107 à? Một tám sáu. 177. Bên này không kịp nhìn luôn. 173. Và vòng thi đấu vừa rồi là 5 chim phải dừng cuộc chơi à? 5 chim đúng không nhỉ? Đúng rồi, 5 chim dừng cuộc chơi. Sáu chim dừng cuộc chơi. Còn bốn chú chim cuối cùng ngày hôm nay thôi để vào cúp đời ngày nay. 198 còn em ơi. Anh em trọng tài lưu ý nhé, còn bốn chú chim cuối cùng ngày hôm nay tôi xin ý kiến tổng tài. Thôi em đồng chí đi. Còn bốn chú chim ngày hôm nay tôi xin ý kiến tổng tài. Lượt cuối cùng của top 20 và top 10 bắt đầu. Anh em ạ, không quá 4 chim. À, thiếu gia 150 đồng em ơi. Và trên dàn đấu của chúng ta là còn 14 chim. Dũng đánh giá là tầm này là toàn chim hay thôi. Bởi vì hỏi ra những con chim toàn chim hơn 100 triệu thôi. Đi tham gia đánh giải không đồng. Đấy, và ngày hôm nay anh em cũng rất là muốn lấy điểm số ở tại một buổi sinh nhật của em Sơn Môn. Vào ngày hôm nay cũng như là ra mắt hãng cám. Không
140 anh không nắm được đâu em ơi. Và hiện tại lúc này Dũng có thấy là hai anh em Hải Dương còn đủ hai chim ở tại vòng chạy top 10. Đấy, và bây giờ đang trên đàn là còn 14 con của top 20. Anh không tham gia chim thi đấu cung đính cung ơi. Dũng nghĩ cái cửa của chung kết ngày hôm nay rất là lớn, rất là mở rộng với lại chú chim 148 và 198. Nhìn cái nếp của con 148 nó tự xử và đánh một mặt trong rất tốt, kể cả ra hai hàng và đứng ở từ đầu vòng đấu đến giờ vẫn một nếp đấy. Ngay giữa dàn đấu của chúng ta đây ạ. Bảng bên kia cũng có nhận thấy là đối diện với 140 có chú chim 043 cũng rất tốt. Đúng rồi Nguyễn Phạm. Đúng rồi, bạn hỏi trên live xem là ai chủ chim 140 này, có anh em nhiều anh em hỏi ấy. Mình không biết chim của ai đâu. À thế à? À con chim đấy vừa giao dịch cho chủ trường chim rồi nhá. Thế là anh em chúng ta xem live không còn cơ hội đâu. Không còn cơ hội đâu. Ba bảy chậm nhất mặt này. Ok em, chú chim đó cũng được nhắc nhở nhiều lần rồi. Và Dũng nghĩ là chắc là cũng khó đi qua được vòng này, bởi vì đây là một vòng nhạy cảm, cũng so kè rồi. 14 con trên dàn là loại ra 4 con mà. Và không biết vòng thi đấu này giám khảo loại ra đủ 4 chim không hay là 2 chim. Sau khi họp tổ tài chúng tôi chỉ đạt có 2 chim. Chính xác rồi. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Chú chim 3051 đừng đứng quá nhiều, cộng hữu lực thì nó phải như cái khách sạn 051 327 rất chính xác. Đúng rồi, rất chính xác. Anh em xem trên này cũng rất là tinh ý luôn đấy, bởi vì nó lộ diện ra ngay đúng không ạ. Và giám khảo chấm ngày hôm nay cũng thấy là khá là ok cho anh em ở đây, rất là ok, đánh giá rất tốt. Em cũng chẳng chim nào đi, bởi vì Dũng thấy giám khảo hầu như toàn là nghệ nhân chơi chim cứng rồi đấy, nên đánh giá là chim cũng rất là sát. Ok nét anh, ok em trai ơi. Có áp dụng chim phu nên chim anh em chúng ta di chuyển cả ra mặt biên chúng ta cũng không sợ thiệt thòi đúng không ạ. Anh em trọng tài ở vị trí chưa? Anh em thống nhất số chim chờ em. Vâng, và một vòng thi đấu nhạy cảm trên dàn đấu còn 12 con mà giám khảo sẽ tìm ra hai chim yếu kém nhất để vào top 10 tại vòng đấu này. 140 có nhắc nhở về đi ăn một lần nha anh em nhé. Sau đi ăn thì hơi dừng đứng một chút. Ăn uống lâu. Vâng, 140 có được nhắc nhở về ăn uống thái độ dùng dũ. Anh em lưu ý là chim con ngoài cũng được 5 giây quay ra ngoài.
anh em nhìn con 148 cho nó cần cật cần cật cần cật. Còn 198 đến nó cứ tự xử kìa. Đấy. Bé thôi không anh mất chim à? Nó bé không mất chim à? Anh em thấy lấy con 198 cho đấy con chim hay, nó vẫn là chim hay. 1m4 luôn. Con 329 chung kết cao anh ạ. Ok em, 148 của ai vậy? Nhất chặt rồi. 148 của ông anh. Anh ở Thái Nguyên à? Anh ở Thái Nguyên này đâu? Phú Bình Thái Nguyên à? Đấy ông anh ở Thái Nguyên. Thái Nguyên về anh em chơi chim khét lắm. Ở đâu phong trào thú cải tốt thì vào việc 198 đi anh. Em ơi, 198 là vừa nãy anh hỏi rồi, ông anh ông bảo là 250 triệu. Uầy. Ông anh ông bảo là 250 triệu. Em thích thì kết nối với anh ấy. Nick Facebook của anh là gì nhỉ? Điện máy Thắng Giang. Em vào nick Facebook điện máy Thắng Giang nhá. Làm việc nhanh không mất, nhanh không mất. Anh thì anh không đủ lực rồi. Con này mùa 2 em nhá, mùa 2. Nó chưa đạt nửa đâu, anh thấy cái hình bộ nó chưa đạt nửa đâu. Con này nó ôm bộ chặt vào tí nữa thì đấu trường. Mà con này nó ăn xe rồi, ăn xe, ăn giải, nhiều giải rồi, nhiều chung kết rồi. À, dễ anh này hôm nay về là không cầm được chim về lắm. Cũng một số anh em là bị mất chim rồi, một số anh em bị mất chim ở tại đàn đấu ấy. Các anh nhiều thế mang 250 triệu thì đánh đẻ không đồng. Ôi giời ơi em ơi, rồi ok anh em, nhiều quá nhiều đúng không chứ ra bé không đồng mà toàn mang chim nữa tiền chắc rượu thôi. À, 148 ấy à. 48 là cơ duyên của em Sơn Môn để lại cho Cường Lê cũng hơn 100 triệu. 148 thì chủ chim mua là hơn 100 triệu rồi, bây giờ bán là 250 triệu. Đấy. Nói chung là vào tầm này nhiều con là Dũng chưa biết chủ chim của ai, nhưng mà chắc chắn là không có con nào là dưới 50 triệu đâu, chắc chắn là không có con nào dưới 50 triệu đâu. Xin chia buồn cho em Lam Hải Dương. Hạ chú chim cuối cùng vào top 10. Ok anh em. Đây là Dũng quay một số khung cảnh của anh em hiện tại đang ở đây. Đấy. Xem những gương mặt nào. Ôi sợ cái thằng nùn này. Ok đấy. Đây 148. Đinh Tiến Định à? Đinh Tiến Định hôm nay cũng nhúp à? Duyên thế nhỉ? Ông này tài trợ tiếng ché kim cương chung kết. Đỗ Xuân Phương này. Rất nhiều. Đây là cơ cấu của giải thưởng ngày hôm nay. Em chụp đi. Cơ cấu của giải thưởng là giải nhất là một set điện này, giải nhì một set địa hình, và hai giải ba là hai set địa hình. Xin mời chị chúc mừng người nhận được khách nhé. Đây là em Sơn Môn, người đứng ra tổ chức giải đấu ngày hôm nay, và cũng là người có một cái ngày sinh nhật tuyệt vời ý nghĩa ngày hôm nay của em. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thay mặt cho tất cả anh em đang xem, chúc cho em sẽ có nhiều niềm vui và sức khỏe. Sau đây em nhờ ai chụp nhé. Vâng, và Dũng sẽ quay lại tương tác với tất cả anh em và mọi người. Cái sẹo gì đây? À đây. À, hôm nay Dũng rất là vui khi mà được gặp một bạn chị. Bạn chị là chị. Đây là một người chị ở Thái Nguyên. Vâng. À, chị hiện tại bây giờ ở nhà chị có bao nhiêu con chim? Gần 2.000 con mọi người nhé. Một người chị cũng lớn tuổi rồi. Anh em mà 50 đứng chung em có bình tĩnh xếp tất cả số con danh. Anh em có sức năm tháng.
mà hiện tại bây giờ chị đang có 2.000 con. Gần này, ví dụ như có anh em nào muốn chia sẻ, muốn trao đổi mua bán hoặc là lọ kia, chị có giúp được việc đó không? Anh em ship sở hữu tôi hiện tại là đang ở thành phố Thái Nguyên đúng không ạ? Xin mời anh em đại diện tổ tài anh Hiệu Anh Hoàng. Rồi ok, thế có gì tham gia lên chơi thăm anh em. Đấy, mọi người thấy chưa, một người phụ nữ đúng không ạ? Một người Hiệu Anh Hoàng, anh Sơn và chẳng hai người Hiệu Hoàng chim cũng không hề đơn giản đúng không ạ? Anh em giơ cho một tay nào. Ưng vương của anh. Rồi xin chúc mừng không em ơi. Chủ chim xuất sắc ngày nay toàn gương mặt tuyệt vời luôn. Rồi. À, xin chào anh em nhé. Rồi. À, và qua đây Dũng cũng chia sẻ. Anh em chào chị mình lên chân chị mình đẹp. Chia sẻ với tất cả anh em là ngày hôm nay Dũng cũng mới được trải nghiệm một cái sự điều hành của anh Dũng Đốc Cày cũng như tổ giám khảo thuộc giám khảo Thái Nguyên. Dũng thấy rất là trơn tru, sạch sẽ, đẹp đẽ và rất là gọn gàng từ sáng đến bây giờ, và chúc cho anh tiếp tục dẫn một trận đấu từ top 10 vào chung kết thành công cho anh em. Xin cảm ơn em cháy nhé. Chúc em này thực hiện càng ngày càng tốt, hàng ngày em thực hiện càng đẹp. Vâng, và chắc chắn rằng giải đấu này sẽ mang lại một cái niềm vui và một niềm hân hoan cho một ngày sinh nhật cũng như là một ngày ra mắt sản phẩm rất ngon. Ok anh nhé. Anh em nào chăm sóc chim sẽ được ăn hết này. Vâng, và đây là những gương mặt của anh em giám khảo. Vua mèo. Đây thằng em bắt tay em cái. Cho anh nhờ một xíu nha. Vâng, mọi người thấy là một cuộc chơi. Một cuộc chơi với vé không đồng có vui không ạ? Rất vui đúng không anh em? Rất vui luôn. À, và qua cái luồng phát sóng trực tiếp này, Dũng cũng thay mặt cho em Sơn Môn, bởi vì em Sơn Môn không nói được, đúng không ạ? Ở trên cái live stream này thì Dũng sẽ thay mặt cho em Sơn Môn là gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã tài trợ cho em để tạo nên được một cái giải đấu với vé không đồng và thành công cho đến thời điểm này, cũng như là gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em. Đặc biệt được sự quan tâm của tất cả mọi người, anh em quanh khu vực và đã tham gia những chú chim của mình. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Tối qua cày đâu mà ăn quả sẹo đấy anh trai. Em ơi, quả cày này anh cũng không biết là mình cày vào đâu. Không biết mình cày vào đâu ấy. Nhưng mà anh nghĩ là ở nhà. Anh nghĩ ở nhà chứ không phải tối qua đâu. Đúng rồi. À dạ vâng. Tôi xin một phút ở đàn chim. Tôi cùng vào với anh em biết là tôi dùng Đốc Cày là những tổ thành đoàn Thái Nguyên và chủ của quán cà phê Điếu hân đất tài trợ anh em thứ chim đạt giải phong cách ngày hôm nay chỉ cho vòng top 10 thôi anh em, tôi không xét nữa. Trị giá Đốc Cày 500.000 đồng tài trợ chim có cách chơi đẹp nhất ở top 10, cuốn hút nhất top 10. Một chiếc Đốc Cày trị giá 500.000 đồng. Và tiếp theo là có anh Đinh Tiến Đích tài trợ tiếng Tiết Vàng một cái lồng thái trị giá các người đánh định điểm à, trị giá 1.6 triệu ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh em, đấy là cái tiêu chí của top 10 và tài trợ cá nhân sau. Tôi xin thông báo, tôi xin một phút để ổn định đoàn chim, bắt đầu. À vâng, và qua một cái sự thông báo của anh Dũng, có nghĩa anh Dũng là một người rất là đam mê điếu cày. Chim phu tắm, anh em đề nghị đổi phu đi ạ, chim phu tắm rồi. Chim phu tắm gà cái gì ở CD em tôi đổi chim. Anh em lưu ý là chỉ tắm và gái rỉa CD nha, tôi đổi nhá. Còn thú chim theo đội hình cá tôi không đổi đâu. Và bây giờ đã vào chủ. À vâng, và qua cái sự chia sẻ của anh Dũng là một người rất là đam mê điếu cày đúng không ạ? Và anh cũng đã có một chiếc điếu trị giá 500.000 đồng để dành cho tất cả những anh em nào mà có chim đạt được giải phong cách tại trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài tìm ra một chú chim chơi đẹp đắt nhất quân để nhận giải phong cách ngày hôm nay là một chiếc toàn đốt nhà hàng xóm. Ok em ơi, hôm nào anh ok rất thiện nhá. À vâng, và chuẩn bị bước đầu tiên của top 10, có nghĩa là 10 chú chim chạy chung kết tại giải đấu ra mắt Sơn, ra mắt cám Sơn Mon cũng như là mừng sinh nhật cho em.
Và qua phát sóng trực tiếp này, Dũng xin chân thành cảm ơn anh Dũng Nhiêu Cày ngày hôm qua cũng đã tặng riêng cho Dũng một chiếc điếu, bởi vì Dũng cũng có hút thuốc nào. Cảm ơn em rất nhiều. 198 hỏi hội chú nhân với anh Dũng. Con 198 là chủ chim báo là 250 triệu. 8083 xin mời ngoài 0198 chậm nhịp. Con này nó đá xe rồi mà nó nhiều giải rồi. Hình mộ tuyệt vời luôn. Đít nở to như đít Ngọc Trinh. Anh em lưu ý Trinh bắt rồi. Đít bắt mẹ rồi. Không quan tâm. Hôm nào qua Thạch Thất Hà Nội chơi anh. Ok em ơi. 083 đứng bên ngoài. Con này đít to, chân to. Màu lân kim đẹp, hình bộ đẹp, nối nết tự xử rất tốt từ vòng thi đấu thứ nhất cho đến thời điểm này. Con chim này là mùa 2, đây là Dũng biết qua thông tin của chủ chim chứ không phải là Dũng quảng cáo chim cho anh em. Con quay đủ dàn quan sát cho dễ. Dạ thầy ơi, đây con quay đủ 10 con đây thầy ơi. Đấy con quay đủ ấy. 129 vào form. Ok Bình Minh ơi. 079 đánh rất Dũng đang nghĩ 198 đang gồng. 198 đang gồng, con chim mà nó có được cái nước gồng là con chim đỉnh cao ấy. Bởi vì nó cũng đã mệt, bởi vì mùa lông mới nó đã mệt, thế nhưng mà nó đang gồng. 148 bên kia thì đang tham gia rất tốt. 148 là đối diện với lại 330. Không có chim không hay mà toàn chim hay, chỉ thua điểm trừ so với bạc thôi. Anh em lưu ý. Đúng rồi. Anh Dũng Tiêu Cày nói rất hay. Toàn chim hay thôi nhưng mà so với điểm trừ so với chim của bạc thôi. Chứ không ở đây là không có chim hay, toàn chim xuất sắc như thế. 2 phút 20 giây trôi qua rồi. Dũng hạ thấp một xíu để cho anh em nhìn số báo danh cho dễ hơn nhé. Dũng xin đọc số báo danh từ bên này là 330 129 079 166 198 và bên kia là 148 088 043 329 và cuối cùng là 083 10 chú chim trên dàn. 148 quá hay, đúng rồi. 148 và 198. 166 148 và 129 nhất nhì rồi. Ok nào, chúng ta sẽ cùng nhau bình luận, chúng ta cùng nhau xem là chú chim nào vào chung kết ngày nay. Chúng ta có thể để lại bình luận ở trên cái live stream này mọi người nhé, để lại bình luận trên live stream này với số báo danh chú chim nào vào chung kết tại trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta là bình luận cho nhau để có một cái trải nghiệm vui vẻ hoan hỉ, đúng không ạ? Vui chơi nhưng lại không có thưởng. Tại vì chúng ta nhìn nhận để đánh giá về cái đó cũng có thể là một cái kinh nghiệm để cho anh em chúng ta nhìn được con chim hay, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau bình luận nhé. Ok em Thủy Long nhé. Vâng, và 088 là chú chim rừng đầu tiên ở bảng bên kia. 048 được di chuyển vào trong. Và Dũng xem bảng bên này, giám khảo sẽ tìm được ra chú chim nào để mà cho dừng cuộc chơi, nhường bước cho 8 chim còn lại đi vòng tiếp theo chạy chung kết. Em vẫn kết con 198. Đúng rồi, em cũng giống anh, kết toàn con chim hay. Không những hay mà còn đẹp. Đấy. Nhưng mà dù sao thì anh em chúng ta cũng nên ủng hộ cho tất cả những con chim còn lại ở trên dàn ngay lúc này, đúng không ạ? Bởi vì những chú chim đã được chùm lồng là những chú chim hay rồi. Đấy, và trải qua những vòng thi đấu rất là mệt mỏi bởi vì mới được đầu mùa lông. Đấy, chúng ta cùng chúc cho tất cả những chú chim luôn luôn đạt những phong độ tốt nhất trong mùa giải 2023 và 2024 anh em nhé.
Và thời điểm lúc này là giám khảo còn đang họp bàn để đưa ra kết quả cuối cùng ở bảng bên này, xem là có team nào. Hải Dương còn không anh, Hải Dương còn 148 em dai hai còi thôi của Cường Lê. Còn 148 này dễ chung kết rồi bởi vì cái lết kia. Vâng, 330 là chú chim cuối cùng. À, 198 à, 198 ở rừng cuộc chơi à? Vâng, vậy là 198. Ô. À, con này 79 à? À con này số bao nhiêu? À 166. Ồ, một vòng đấu này loại à, 1 vòng đấu này là loại 4 chim. 4 chim. Tốt bao nhiêu rồi anh Dũng? À đây vòng nhạy cảm đây, vòng 6 con đây anh em ơi. Đang chiến rồi. Xin thông báo anh em chưa chấm vội nhá. Em cho mọi người xin thông báo hiện tại 148 đang dẫn đầu về giải phong cách này. Anh em chú ý nhé. Vâng, và 148 của em Cường Lê Hải Dương cũng đang dẫn đầu phong cách. Lượt cuối cùng của top 10 và đứng bắt đầu. Anh em hạ. 148 là đối diện với lại 129 anh em nhé. 148 là ứng cử viên đầu tiên cho hạ quá chuẩn này. Ok em Nguyễn Xuân Tuệ ơi, Cường Lê còn em ơi. Bác thấy chim Hòa Bình thế nào? Ôi giời, chim Hòa Bình hay chim ở đâu cũng là nhiều chim hay em ơi. Ở đâu cũng có anh hùng mà, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên đấy em. Chim chậm nhịp thái độ yếu kém em bắn cậu ơi, vòi vòng so sánh rồi. Anh chim hơn nhau chỉ 1-2 nhịp thôi. Lại vào tay Cường Lê. Đâu có chim này à, vào tay Cường Lê từ mùa giải trước em ơi. Nó phải ở Trăm Đông hôm nay nó mới chơi ấy. Một 148 dài hàng nó đánh hai mặt mới ghê chứ. Miền Nam 10 con là chùm nồng. Ông cháy đấm nhau không? Ok em ơi. Miền Nam 10 con là chùm nồng. Này nãy còn chùm nồng. Có chùm nồng xong rồi em ạ. Rồi tẹo về anh Minh Hương Nguyễn đấm nhau nhá. Tẹo anh gạ Lam Lùn nữa. Lam Lùn với Cường Đen với Cường Lê. Về đấm nhau với Hương Nguyễn này. Vuông đấu 83 nhất chặt rồi anh. Ok em. Anh em cứ ủng hộ đi, anh em cứ ủng hộ cổ vũ cho chim nào hay đi. Rất đều chim, đúng không anh em? Chỉ một chút nơ nà thôi, một chút nơ nà là chúng ta đã phải nhường bước thôi bởi vì chim đang rất hay. 083 có được nhắc nhở một nỗi về dừng đứng. À, Dũng nghĩ 148 là ăn chặt vào chung kết rồi. À, 079 của em Nhật Minh cũng tham gia đánh rất tốt. Cũng rất là khó cho giám khảo, cũng rất là khó cho giám khảo. Nhưng những chương trình nào được nhắc nhở chắc chắn là những chương trình đó là có lỗi, đúng không ạ? Đã nhắc nhở là có lỗi. Và so kè, thế thôi. Chim đều anh em tôi tất cả lưỡi mỏ. Tất cả chim tôi tốt em tôi tính lưỡi mỏ trừ điểm trừ. 2 phút 11 giây cho con. À, hiện tại lúc này Dũng có thấy 4 chú chim phu gần như đứng chào cờ không? À, đây anh em này. À, 4 chim phu gần như không đấu. À, và chỉ có 6 chú chim ở trong tự xử tự đấu với nhau thôi. À, 079 của bạn Nhật Minh chào màu là cũng lợi thế rất lớn ở giữa dàn. 39 có dùng đúng rồi. À, 083 và 39 là hai chú chim được nhắc nhở. Đấy. Và Dũng nghĩ đó là không may mắn cho những chú chim được nhắc nhở ở vòng này. 329 trực nhiệm. Rất gây cấn đúng không anh em? Anh em. Phút hết rồi. Anh em trong tài chút bản cơ. Không 83, 39 chậm hơn 4 còn lại. Chính xác rồi bạn. Và hai chú chim đó được nhắc nhở và Dũng xem quyết định cuối cùng của giám khảo.
Ok, xin chào 500 anh em. Chào tất cả mọi người nhá. Vâng, và tại một giải đấu ngày hôm nay thì Dũng thấy là ra mắt sản phẩm cám Sơn Mon phải nói rất là ok, rất là vui. Đấy, và đặc biệt là một trận đấu rất là trơn tru và đậm chất tinh thần đoàn kết. Đấy, và qua cái điều này mọi người hãy thả cho em Sơn Mon, thả cho cái luồng phát sóng trực tiếp này một tim đặc biệt chia sẻ cho anh em, và anh em ở Hải Dương ai yêu quý em Cường Lê hãy ủng hộ chia sẻ video cho em Cường Lê mọi người nhá. Chú chim mang số danh 148 có tên là Cơ Duyên, và chú chim đó cũng được xuất phát từ ở em Sơn Mon và em Cường Lê chăm nông, và cho đến thời điểm này chú chim đã vào chung kết, và Dũng nghĩ nếu như vào chung kết điểm số nhất rất là cao. Đấy, còn tất cả còn sự còn lại không quá 5 phút nữa mọi người nhá, không quá 5 phút nữa là sẽ có kết quả cuối cùng của 4 chiếc xe kia, 4 chiếc xe mà cơ cấu của giải thưởng cao nhất của giải đấu ngày hôm nay với vé đóng 0 đồng. Không 4 3 3 2 9 sau khi chúng tôi so sánh đều dừng đứng rũ lông, nhưng 0 4 3 xét về hai con thái độ yếu, 0 4 3 yếu kém hơn 3. À, Dũng có nhận thấy một cái bình luận của bạn nào sao trùng lông còn nhiều như vậy. Chúc mừng đối thủ team chung kết ngày nay. Và tôi xin tuyên bố là chú chim 148 đã phải phong cách ngày hôm nay. Xin chúc mừng Cường Lê nhận được lượng kích tướng này của anh Dung Nguyễn này. Và chú chim 043 phải dùng một chơi. Anh em xét theo số lấy biên bản chung kết đi. Anh em xét theo số lên đi. Em lấy bản chung kết đi ạ. Xin chúc mừng Cường Lê, bây giờ đến từ chú chim Cường Lê Hải Dương. Chú chim phong cách đẹp nhất của top 10 ngày hôm nay. Giải ở thành phố Thái Nguyên ở trường chim Sơn Mon em ạ. Em trọng tài về vị trí đi ạ. Hai trọng tài chấm 4 điều chung lên bản đi ạ. Anh em chúng ta cố gắng bình tĩnh nhá, cố gắng bình tĩnh không phát tiếng ồn để cho 4 chú chim đấu kết trận đấu ngày hôm nay được ổn định. Chim, anh em cố vào vị trí đi ạ. Ok vi phạm. Ok vi phạm. Hợp nhau lấy. Tôi xin ý kiến tổ tài. Vòng chung kết bắt đầu. Anh em lưu ý vòng chung kết này có tiếng chế kim cương của anh Nhật Minh. 48 chậm nhịp. Của anh Nhật Minh trị giá 1 triệu đồng. Bao giờ mới ăn được kim cương? Anh em nào chẽ đi là 1 triệu của Nhật Minh nhá. Anh Việt Hoàng vẫn tài trợ cho chú chim được chẽ 100.000 đồng. Anh em nào chẽ đi. 48 chim bông mà. Đấy, để chim có mỏ nhá. Tất cả chim đạt 1 mỏ là anh em tôi sẽ đủ tiêu chí thôi. Anh em lưu ý. To lành nó lạc 129. Đấy, chim lại mỏ nhá. Mỏ đấu rất rõ 129. Có mỏ là được rồi. Anh em thấy một trận chung kết chìm thay đổi 148 có mỏ đấu. Số báo danh bị che là 329 đằng sau 079. 079 là đấu là chìm Dũng Bình. Em xem chỉ ở chưa? Anh em cho Dũng một tim một like một chia sẻ trận chung kết ra mắt cám Sơn Mon cũng như là 4 chú chim vào chung kết tại trận đấu ngày hôm nay, và chúc mừng cho sinh nhật của em Sơn Mon, và chúc mừng cho tất cả anh em được giải đấu ngày hôm nay trên 150 đồng và với vé đóng đầu đồng là 0 đồng mọi người nhé. Phút 30 giây chung vòng. Anh em lưu ý là chim toàn diện nhất là phải đủ thái độ, đủ bỏ. Vâng, 148 có một nhịp, hai nhịp bong ra ngoài. 4 chim rất đều, nhưng chú chim nào chỉ cần sơ suất một chút thôi, thiếu may mắn một chút thôi, thiếu tập trung một chút thôi là cũng phải nhường bước, nhường vị trí cho chim của bạn. 2 phút trôi qua rồi. Rồi ok anh em, chúng ta cứ bình luận thoải mái nhá. 079, 129, 148 và 329. Dũng nghĩ điểm số rất cao về hình bộ cũng như là về phách đấu của 129.
bởi vì vào chung kết này giám khảo người ta xét cả về hình mẫu, mà chính có rớt bố, đó là điểm trừ. Và Dũng nghĩ là hai chú chim bên này nhá, hai chú chim bên này thì Dũng nghĩ là điểm số là rất cao. Về hình bộ và phách đánh thì hai chú chim bên này đang rất tốt. Ngay từ đầu luôn, ngay từ đầu nha. Vòng chung kết hết rồi. Vâng, và Dũng xem kết quả cuối cùng. Sao bảo nó bị mát. Ôi giời. Thế nào, cảm giác thế nào? Rất tốt vút. Trời ơi. Lại khóc chỉ có mỗi giãn vọng người nhá. Trời ơi. Vâng, và đây là sự họp bàn. Và Dũng nghĩ là một sự rõ ràng cũng rất là lớn ý, bởi vì là nó rõ ràng luôn hai chú chim ở bên này, đúng không anh em? Hai chú chim bên này là rất là rõ ràng. Về cái giải đấu ngày hôm nay thì nó không khó cho giám khảo, không khó cho giám khảo ở cái giải đấu này. Xin tự hào hôm nay nhất là một câu sở hợp viên bản của chú chim này. Chú chim bảy huyên chim là chú chim toàn diện nhất. Chú chim bảy chú chim nhất này hôm nay. Vâng, 79 nhất. Chú chim 12 chú có được trừ là chất cầu, đủ hò. Được chú ý chất chú chim 12 chú chim. Vâng, 129 nhì. Chú chim 148 chất cầu lên. Vâng, và 148 và 329 là hai chú chim đầu giải ba mọi người nhé. Đó là kết quả cuối cùng của giải đấu ngày hôm nay. Rất là ok đúng không ạ? Và một giải đấu với vé không đồng được sự dẫn dắt và điều hành của anh em giám khảo Thái Nguyên dẫn dắt chấm chim để cho em Sơn Mon ra mắt một sản phẩm ra mắt sản phẩm thức ăn chim cảnh cao cấp Sơn Mon. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày sinh nhật của em, rất là ok luôn. Thay mặt cho em Sơn Mon cảm ơn tất cả anh em tổ giám khảo, cảm ơn tất cả những người anh em nghệ nhân, cảm ơn tất cả mọi người anh em đã ủng hộ tài trợ cho giải đấu. Và lúc đấy là em Sơn Mon cũng đang rất là bận. Em sẽ nói rất là bận chuẩn bị cho tổ chức. Và hiện tại bây giờ 500 anh em đang xem thì xin lỗi chúc em. Em cảm ơn tất cả các anh em ạ. Hôm nay đã gửi lời chúc tới em. Đấy, biết là em đang bận, đang rất là cập nhật đây, nhưng mà thôi, không sao cả. Cảm ơn. Ok, em cảm ơn tất cả các anh em. Okay. Đấy, và bây giờ là kết quả để mà trao giải. Trao giải đây là cái cơ cấu nhất nhì ba này mọi người. Nhất nhì ba này. Đấy. Rồi, Dũng xin hẹn gặp lại anh em ở một giải đấu mở rộng thuộc hệ thống của Hiệp hội Chim Hoàng miền Bắc tổ chức cho câu lạc bộ cho hội quán SCC Hà Nội vào ngày 29 tháng 10 này, mình kêu vào tuần sau. Mang lại cho anh em với sự trải nghiệm đầu tiên của hiệp hội. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một phần trăm tiếp theo. Xin mời nhé.